Các bạn đang nghe truyện ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới trên kênh TV Audio CV. Chương 1900, Nữ Nô Đúng vậy, chính là Diệp Thiên Dật. Lúc đầu Diệp Thiên Dật không định mua thứ này, nhưng mà hắn cảm thấy, từ nơi sâu xa tự có thiên ý, hắn vẫn là lưu tại trong tay thì hơn. Không biết đồ của minh giới có thể mang ra tới thế giới bên ngoài hay không, dù sao Diệp Thiên Dật ra ngoài chính là linh hồn thể, linh hồn thể có thể đem đồ vật mang đi ra ngoài không? không thể. Nhưng mà ngộ nhỡ có biện pháp thì sao, dù sao cứ giữ ở trong tay đã, hắn không lo thiếu minh thần điểm, bởi vì đằng sau bán đi ít nhất cũng phải được mấy trăm triệu chứ nhỉ, Diệp Thiên Giật biết, muốn từ ngũ trọng thiên đi lục trọng thiên cần tốn 500 triệu minh thần điểm, lục trọng thiên đi thất trọng thiên cần một năm tỷ, hơi cường điệu quá. Cho nên vì sao trước đó ông chủ kia nói, ở chỗ này, mệnh quá quan trọng, người sống ở phía dưới, Bọn họ vì lên trên, phải tốn nhiều minh thần điểm như vậy. Mà người sinh ra ở phía trên, cho dù cha mẹ hắn, chính hắn cũng chỉ là một người bình thường, nhưng người ta chính là người ở phía trên. Mà giờ này khắc này, điểm khiến người khác khiếp sợ là, Thiên Hoàng cung thiếu chủ Hoàng Trường An đều nói như vậy, những thế lực khác, người của Thiên Khải Vương, Thiên vực thương khung những cái này đều không có ai ra giá, vậy mà lúc này đây còn có một người mở miệng ra giá, tình huống như thế nào đây? Người này là kẻ khờ à? Là kẻ ngu à? Thiên Hoàng cung thiếu chủ đều nói như vậy, hắn lại không cho Thiên Hoàng cung thiếu chủ thể diện. Muốn chết à? Là trước đó người kia đấu giá đại tinh hoang thảo, thật không muốn sống nữa. Dám công nhiên không cho thiếu chủ Thiên Hoàng cung thể diện, đây cũng là đồng thời trêu chọc người Linh Lung Hải đó. Linh Lung Hải lại không quan trọng, chủ yếu là Thiên Hoàng cung đó. Các ngươi nói có khi nào hắn không sợ thiên hoàng cung mới như vậy không không đến mức cái này cũng đều không hiểu đi trừ phi ta nghĩ tới một khả năng cái kia chính là hắn nhất định phải đạt được cuộn giấy da dê này mà vì sao hắn nhất định phải đạt được khả năng trong tay hắn cũng có một tấm cộng thêm đã biết tung tích một tấm còn thiếu một tấm thậm chí có khả năng hắn biết rõ vị trí hai tấm còn lại cái này đúng vậy có vài người bắt đầu hoài nghi vấn đề này. Ánh mắt của Hoàng Trường An ngưng tụ nhìn chầm chầm Diệp Thiên Dật. Hắn không quan tâm những cái này, hắn chỉ để ý, người này vậy mà một chút thể diện cũng không cho hắn, trẻ tuổi như vậy, ngay cả này những cường giả lớn tuổi kia đều cho hắn thể diện này, người này lại không cho, hơn nữa còn ngay trước mặt Lam băng tâm, quả thực càng rỡ, đồng thời. Hắn trực tiếp từ 20 triệu minh thần điểm nâng giá đến 50 triệu. Có ý gì? hắn chính là đang ngang nhiên khiêu khích ha 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 vị huynh đài này nhất định phải thế ư hoàng trường an nhìn về phía dịp thiên dật cười ha hả trên thực tế hắn đã dung không được dịp thiên dật đây là cái thứ gì xác thực cũng không biết hắn nếu như quen biết chứng minh hắn là lợi hại nhưng bởi vì không biết cộng thêm thân phận của hoàng trường an hắn biết rõ nếu như người hắn quen biết có thể sẽ rất lợi hại nhưng mà hắn cũng không biết người kia là ai vậy chỉ có thể là hạ người vô danh một người như vậy dám ngay trước mặt tất cả mọi người ngay trước mặt lam băng tâm không nể mặt mình muốn chết ta muốn lấy được không được sao diệp thiên giật hỏi một câu ha 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 được đương nhiên được nhưng mà huynh đài dù muốn có được cũng không cần như thế chứ diệp thiên giật nói là như thế nào ta không hiểu ý ngươi ha 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 không có việc gì tùy ý ngươi vậy Hoàng Trường An cười một tiếng rồi nói. Cô chủ, vậy chúng ta. Trong phòng riêng, lão giả kia dò hỏi. Lam băng tâm nhìn chầm chầm Diệp Thiên Dật trong đám người kia. Nàng đang nghĩ là, người này đang sở hữu một cuộn giấy da dê, bởi vì hắn trong tay có một tấm, cho nên hắn muốn có được một tấm này, bởi vì chỉ có nguyên nhân này, nàng mới có thể hiểu được chuyện người này dám không nể mặt Hoàng Trường An, cũng phải được cuộn giấy da dê này, như vậy nói cách khác thế nhân không biết nhưng mà nàng có thể là hiểu rõ người kia nhất một tấm ở điện binh thần một tấm ở chỗ của hắn một tấm ở trước mắt một tấm cuối cùng ở trong tay mình như vậy bốn tấm vậy là đã ghép đủ thả ở chỗ của hắn bởi vì nếu như nàng lại cưỡng ép đỏ giá cùng dịp thiên dật có thể sẽ có người hoài nghi nàng không cần thiết thả ở chỗ của hắn bởi vì mặc kệ hắn như thế nào nhất định phải hợp tác cùng với nàng lam băng tâm không tiếp tục ra giá cuối cùng cuộn giấy da dê này rơi vào tay giật diệp thiên có lẽ người này chính là vì cuộn giấy da dê mà đến phòng đấu giá bên này một chút cường giả nhìn diệp thiên giật đang trầm tư nói đúng vậy không tiếc trêu chọc thiên hoàng cung cũng phải được cuộn giấy da dê hẳn chính là như thế nói không chừng trong tay hắn thật ra cũng có một tấm đáng tiếc thật đáng tiếc cái gì đáng tiếc nếu như hắn không có thủ đoạn bảo mệnh nào, hắn chắc chắn phải chết. Thứ nhất, hắn treo chọc thiên hoàng cung. Thứ hai, hắn là một người mà mọi người không ai quen biết, mà một người như vậy, các đại thế lực cũng sẽ không đồng ý cuộn giấy da dê thả ở trong tay của hắn, bởi vì không biết hắn là ai. Ngộ nhỡ sau này tấm thứ ba, tấm thứ tư cũng xuất hiện, thế nhưng mà tấm thứ hai này lại không tìm được, vậy phiền phức mới lớn, cho nên, hắn nhất định sẽ xảy ra chuyện. Vậy thì xem vận mệnh của hắn thế nào thôi, dù sao chính là con đường hắn chọn, chính hắn cũng cần phải rõ ràng hậu quả. Các vị, vật đấu giá kế tiếp là lần bán đấu giá này, là món đồ thứ hai đếm ngược, sau khi đấu giá xong món đồ này chính là đấu giá năm viên huyết thần thạch." Trường Hà nói. Nghe được lời này, đám người sững sờ. Cái gì? Tàng bảo đồ này lại còn không phải vật đấu giá sau cùng, sau đó một đồ vật lớn vài mét bị đẩy tới phía trên che kín vải đỏ, không nhìn thấy bên trong là cái gì, nhưng mà cảm giác hẳn không phải là một thanh kiếm, một viên tinh thạch vật như vậy. Các vị, đây là vật đấu giá trước huyết thần thạch. Xoát, vải đỏ bị kéo ra. Qua, sau đó đám người sợ hãi tháng phục, nhao nhao đứng lên, đứng đấy nhìn cái bóng dáng bên trong kia. Đó là một cái lồng sắt, trong lồng sắt này, có một cô gái. Hai tay và hai chân của nàng đều bị trói bằng xích sắt cả người nàng nếp ở trong góc lồng sắt, quần áo không nhiều. Trong nháy mắt đó, hai mắt của nàng tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng nhìn về đám người phía trước, hai mắt đỏ bừng, điềm đạm đáng yêu. Mấu chốt nhất là Nàng thật xinh đẹp, ước chừng 17-18 tuổi, dáng người nhỏ gầy, nhưng mà cao gầy, hai chân cực kỳ thon dài, trắng nõn, rất muốn thưởng thức một đôi chân ngọc tinh xảo kia. Mặc dù mái tóc có hơi chút lộn xộn, nhưng mà không cách nào che giấu vẻ xinh đẹp của nàng, mặt trái xoan tinh xảo, đôi mắt to xinh đẹp, ngũ quan hoàng mỹ giống như sao trên trời hoàng mỹ khảm nạm ở trên mặt. Đặc biệt là bộ dáng nhu nhược, cũng không biết là bởi vì sợ hay là nguyên nhân gì, dù sao thì là ai thấy được nàng đều rất đau lòng, hoặc có lẽ là rất muốn chiếm hữu nàng. Hơn nữa, nàng thật xinh đẹp. Sắc đẹp của nàng tuyệt đối là đạt đến cấp bậc những người bạch hàng tuyết, y nhân tuyết mà Diệp Thiên giật quen hơn nữa nàng còn trẻ, nàng còn có thể trang điểm thêm một chút đâu. Cho nên, có thể tưởng tượng cô gái này đối với những đàn ông này chấn động lớn bao nhiêu, Diệp Thiên giật nhìn cô gái này. Hắn biết rõ ở minh giới này có một đám người đặc thù, đám người này gọi là nô lệ, nô lệ nam, nô lệ nữ, nói chung, xuất thân thấp hèn, hoặc có lẽ là người nhà đã chết hết rồi, cộng thêm bản thân tay không tất sắc lực lượng, cũng sẽ bị một số người bắt làm nô lệ, đương nhiên, cũng có người thật sự là sống không nổi nữa bọn họ chỉ có thể đi làm nô lệ mà cô gái này hiển nhiên là bị bắt thật đáng thương thế nhưng mà không biện pháp gì hơn nữa ngươi xem ánh mắt những người đàn ông kia nhìn nàng rất nóng bỏng bao gồm cả tên hoàng trường an kia không chỉ là hắn rất nhiều người khác cũng vậy nhưng mà thân phận của hắn cao như vậy mà cũng thể hiện ra ánh mắt nóng rực như vậy đủ để thấy cô gái này đẹp bao nhiêu chủ yếu là nếu là một cô gái bình thường cũng sẽ không dẫn tới oanh động lớn như vậy nhưng nàng lại quá đẹp hơn nữa còn là nô lệ nô lệ xinh đẹp như vậy toàn bộ minh giới có thể tìm được mấy người đâu chứ căn bản cũng không có cơ hội có được hay không hơn nữa vừa nghĩ tới có được cô gái này thì có thể tùy ý đùa bỡn nàng quả thực không dám tưởng tượng với sắc đẹp này so với lam băng tâm cũng không thua bao nhiêu đâu Hai mắt Hoàng Trường An lóe ra cực nóng. Làm băng tâm rất khó chiếm được, nhưng mà cô gái này tuyệt đối cũng không kém, hắn nhất định phải có được nàng. Các vị, cô gái này đây tin tưởng mọi người cũng đã nhìn thấy dung mạo của nàng, cực phẩm đến cỡ nào cũng không cần chúng ta nhiều lời, nàng vẫn chưa bị người nào chạm qua, vẫn còn rất non nớt, đây là khế ước chủ tớ của nàng. Trường Hà lấy ra một vật cùng loại với quyển trục đặt ở trên mặt bàn cô gái kia vừa khát vọng lại tuyệt vọng nhìn thoáng qua quyển trục này. Sau đó nàng tuyệt vọng rũ đầu, cái đầu nhỏ chôn ở giữa hai chân nứt nở. Một màn này làm cho những người đàn ông này càng yêu thích. Ai mà không thích một cô gái mềm yếu thế này chứ, các vị, loại nữ nô cực phẩm thế này quá là hiếm thấy, cho nên, giá tiền chắc chắn cũng là không thấp, giá khởi điểm là 30 triệu minh thần điểm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một triệu minh thần điểm. Cũng không có cách nào, bất kỳ một chỗ nào cũng rất nhiều mỹ nữ, nhưng mà mỹ nữ cũng chia đẳng cấp đó, một nữ nô có thể xinh đẹp đến loại trình độ này, nói thật, tuyệt đối không thua thiệt, thử đơn giản nghĩ một hồi, nếu như ngươi tiêu hơn trăm triệu mà có được một người xinh đẹp như bạch hàng tuyết, y nhân tuyết hoặc là giao tịch, tiêu tích linh, ai sẽ không nguyện ý chứ? Nếu có vốn liếng ai sẽ không nguyện ý, mỹ nữ cấp bậc này, quá ít, những người khác, ví dụ như Lam Băng Tâm, có thể chiếm được ư không chiếm được, cho nên cô gái này không phải giống như thế sao? Khác biệt duy nhất chính là thân thế và thực lực thôi, nó sẽ ảnh hưởng lòng chinh phục của một người đàn ông, nhưng mà xinh đẹp như vậy, đến lúc đó muốn nàng làm gì nàng sẽ phải làm cái đó, cái này tốt bao nhiêu đây? Cái này không phải có lợi lắm sao? Sau đó, một số người bắt đầu điên cuồng kêu giá. 40 triệu. Một người đàn ông hô một tiếng. 50 triệu. 60 triệu. Đúng vậy. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 triệu, những người này điên cuồng đến trực tiếp thêm 10 triệu, 10 triệu, bởi vì bọn họ cũng biết, dù sao sớm muộn phải thêm đến mức này, 1 triệu quá chậm, ngươi giúp ta kêu giá. Một mực kêu đến khi mua được là được rồi. Hoàng Trường An nói với một người bên cạnh. Được. Lúc này, một lão giả hô, 100 triệu. Đám người nhao nhao nhìn sang ha 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 đinh phương tôn giả ngươi cũng muốn tranh đám trẻ con này tranh là được rồi ngươi cao tuổi rồi cần thiết không một người đàn ông tuổi trung niên cười cười nhìn lão giả kia nói ha 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 lão giả kia sờ lên râu mép của mình nói lão phu tranh giúp cháu trai lão phu không có vấn đề chứ ha 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 có thể đương nhiên có thể sau đó bọn họ tiếp tục gọi giá thiếu nữ trong lòng sắt cúi đầu nhẹ nhàng nức nở khế ước chủ tớ là một thứ vô cùng bất công ngươi một khi bị ký kết khế ước chủ tớ mệnh của ngươi cũng không phải của bản thân ngươi nữa ngươi nhất định phải làm bất cứ chuyện gì dựa theo ý nguyện của chủ nhân bảo ngươi chết ngươi cũng phải chết ngươi không thể phản kháng được mà ngươi muốn tự tử rất xin lỗi không thể mỗi khi ngươi bắt đầu sinh ra ý nghĩ này và lúc chuẩn bị động thủ ngươi sẽ đau đến không muốn sống ngươi làm không được ngươi cũng không thể nảy sinh ý nghĩ phản bội chủ nhân, ngươi cũng sẽ bị đau đến không muốn sống. Tóm lại, một khi bị ký kết khế ước chủ tớ này, ngươi chính là sống vì người khác. Thật ra cực kỳ ác độc. Thế nhưng, ở Minh giới, đây là một chuyện phổ biến đến không thể phổ biến hơn. 150 triệu. Trong phòng riêng nào đó, Lam Băng Tâm trực tiếp kêu giá. Cô chủ. Lão giả phía sau lộ ra biểu lộ kinh ngạc không có việc gì. Lam băng tâm khẽ lắc đầu. Cô gái này xinh đẹp như vậy, nàng tuyệt đối không cho phép bị những tên đàn ông kia mua đi, nàng sẽ bị phá hủy mất. Cô chủ, nếu như mua, huyết thần thạch khả năng sẽ. Vậy thì không cần nữa. Lam băng tâm thản nhiên nói. Hai. Lão giả thở dài một hơi, cũng không biết nên nói cái gì. Cái này ta thật sự không thể nhường, ra giá 200 triệu hoàng trường an nói với người đứng phía sau thiếu nữ này hắn nhất định phải có được vậy vì sao bản thân hoàng trường an lại không ra giá bởi vì hắn còn đang theo đuổi người khác mà ngươi suy nghĩ một chút theo đuổi người khác mà còn mặc giày đi mua một nữ nô xinh đẹp như vậy nó không hay lắm đúng không nào cho nên hắn mới bảo người khác đi đấu giá hộ mặc dù rất có thể mọi người đều biết đây chính là đấu giá cho hoàng trường an nhưng mà dù sao đến lúc đó hoàng trường an có thể giải thích mặc kệ tin hay không, cái kia có thể giải thích là được. 200 triệu 210 triệu 220 triệu Giá cả còn đang được kéo lên, đáng giá, đối với đàn ông mà nói, rất đáng giá, 300 triệu. Lam băng tâm lần nữa ra giá. Cô Lam, ngươi đây là ý gì? Một người đàn ông ngẩng đầu nhìn về phía phòng riêng kia hỏi. Thiếu một người nha hoàng hợp ý, Lam băng tâm thản nhiên trả lời. Thiếu nữ kia cúi đầu, thật ra trong nội tâm nàng đang xuất hiện một tia hy vọng. Kết quả kém nhất là nàng bị một ông già mua đi, còn kết quả tốt nhất chính là được cô gái kia mua đi. Mặc dù nàng biết rõ không đáng, nhưng mà không hiểu sao nàng lại cứ ôm hy vọng xa vời. 500 triệu, 510 triệu, 700 triệu, 1, 2 tỷ. Đúng vậy, khoa trương, giá tiền này thật sự cực kỳ khoa trương. Pha Trương đến mức khiến Hoàng Trường An đều hơi nhức nhối, thật xinh đẹp. Nàng thật là đẹp. Cảm giác có được nàng thật quá đáng giá, thế nhưng mà một hai tỷ, một hai tỷ Minh Thần Điểm có thể làm gì? Bọn họ dự tính một viên huyết thần thạch cạnh tranh giá cả ở ba tỷ trở lên sẽ không cao hơn quá nhiều, nhưng mà một hai tỷ mua một thiếu nữ, mấu chốt là nàng chỉ là một người bình thường, một thiếu nữ không chút tu vi nào, cái này thật hơi không đáng giá mặc dù nàng rất là đẹp, vậy ngộ nhỡ, nàng thiên phú cực kém, chưa đến 20 năm nàng sẽ thành hoa tàn ít bướm Mẹ kiếp. Hoàng Trường An cắn răng, ra một, năm tỷ cho ta. Đây là giới hạn của Hoàng Trường An, một, năm tỷ, không thể nhiều hơn nữa, hắn biết, bỏ ra một, năm tỷ mua thiếu nữ này về, hắn nhất định sẽ bị gia tộc và tông môn cho là một sai lầm lớn. Nhưng mà thật sự hắn không muốn buông tay, nàng quá đẹp nàng đẹp như một nàng tiên hạ thế. Hắn cam tâm tình nguyện thừa nhận một ít trừng phạt. Người này, nhất định hắn phải có được, cái giá một, năm tỷ vừa ra, mọi người xung quanh đã trực tiếp trầm mặt. Không tranh lại. Thật sự không tranh nổi, không ngờ lại có thể nâng giá cả lên cao như thế, vốn dĩ ta cho rằng 500 triệu đã là khá nhiều. Dù sao nàng chỉ là một nữ nô xuất thân hèn mọn không hề có tu vi, không ngờ vậy mà nâng lên đến cả một, năm tỷ cái này thật ra cũng may là có lam cô nương của linh lung hải nếu không có nàng một mực tăng giá cũng không nâng lên được đến giá tiền này nhưng mà ta vẫn thấy tiếc cô bé này nàng quá đẹp có cái vốn liếng này thì bất luận là nam nhân nào có thể buông tha nàng chứ cũng không trách được người nhà họ vương đã cam tâm tình nguyện đem nàng lấy ra đấu giá mà không để chính mình hưởng dụng bởi vì nàng mang đến giá trị quá cao quá cao như thế chỉ sợ nhà họ vương có thể nhảy lên thành siêu cấp gia tộc trong dạ minh thành của chúng ta cô chủ thật sự không thể tăng giá nữa bỏ ra một năm tỷ chúng ta sẽ mất đi tư cách cạnh tranh huyết thần thạch điều này tương đương với việc bỏ ra số minh thần điểm lớn như vậy mà không đạt được cái gì bên kia linh lung hải sẽ nổi giận một năm tỷ đối với thế lực bọn họ bực này không coi là nhiều cho dù là mười tỷ cũng không coi là nhiều nhưng mà có nhiều thứ là đáng giá có nhiều thứ không đáng có người cảm thấy đáng giá có người cảm thấy không đáng nhưng đây tuyệt đối không phải là con số nhỏ cô chủ linh lung hải bên kia truyền đến tin tức bọn họ đang rất tức giận bảo ngươi phải dừng tay lão giả kia cũng là dặn đi dặn lại làm băng tâm nhìn thiếu nữ trong lồng sắt kia có chút thở dài một hơi cuối cùng nàng cũng không có biện pháp cũng chỉ có thể như vậy áp lực của nàng cũng rất lớn. Coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Nàng đã trở thành thị nữ của Hoàng Trường An. Cho dù nàng sẽ không vui vẻ, nhưng ít nhất là Hoàng Trường An cũng coi như tuấn tú lịch sự, tuổi không lớn lắm. Ít nhất nàng sẽ có một thời gian tốt. Ít nhất so với việc bị một lão già họng hẹn mua đi thì tốt hơn nhiều. Chỉ có thể thay nàng cầu nguyện. Một, năm tỷ. Một, năm tỷ, còn có người nào ra giá không trường hà nhìn lướt qua mọi người hỏi hoàng trường an thở dài một tiếng nhẹ nhõm khó chịu nhưng mà hắn nhìn thiếu nữ trong lồng sắt kia nội tâm lại thoải mái muốn chết tuy rằng giá này có chút chát nhưng mà nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc sau này hắn lại chờ mong vào điều đó một năm tỷ lần thứ nhất một năm tỷ lần thứ hai một năm tỷ lần thứ 2 tỷ. Đúng vậy, lại là cốt truyện có nội dung giống như vậy, đang ngay thời điểm mấu chốt, có người hô lên giá tiền cao hơn. Mọi người. Tất cả mọi người đều choáng váng, ánh mắt của bọn họ nhìn sang theo nơi phát ra âm thanh. Đệt. Lại là hắn. Hắn là người nào nhỉ? Có ý gì đây? Hắn có thù oán với thiên hoàng cung sao? Sao lần nào cũng giật đồ từ trên tay người thiên hoàng cung thế? Hơn nữa, 2 tỷ, trực tiếp tăng giá 500 triệu. Thiệt hay giả vậy? Vung tay có phải hơi chút quá lớn không vậy? Mặc kệ thế nào, cộng với lúc trước, hắn có thể bỏ ra hơn 2 tỷ, đã chứng minh hắn nhất định không đơn giản đâu. Hơn nữa hắn biết rõ Hoàng Trường An, Thiên Hoàng cung mà hắn còn làm như thế. Hoặc là hắn bí quá hóa liều, hắn làm cho nội tâm mình sảng khoái. Hoặc là hắn thật sự không sợ sao ta có cảm giác hắn là vế sau nhỉ bởi vì hắn có thể ra một cái giá cao như vậy vì một thiếu nữ má ơi cũng có khả năng nhưng mà thật sự không biết sao hơn nữa tất cả thiên tài cường giả của các thế lực lớn kia cũng đều không biết hắn thật sự là kỳ quái theo lý mà nói với tư cách người của thế lực đỉnh cấp mọi người có lẽ biết nhau chứ cuối cùng người này muốn làm gì vậy người của phòng đấu giá cũng bị dịp thiên dật làm cho sợ ngây người chắc chắn hắn là người có cảnh giới không cao bọn họ tin tưởng không nghi ngờ vậy làm sao hắn dám làm vậy hay bởi vì hắn có bối cảnh được rồi chuyện của người khác mình không cần lo sắc mặt hoàng trường an khó coi nhìn về phía dịp thiên dật là hắn lại là hắn đồ má lại là hắn mẹ kiếp cuối cùng đây là cái thứ gì chứ thú vị nhỉ người này là có thù oán với Hoàng Trường An hay là như thế nào? Vậy mà hắn lặp đi lặp lại việc cạnh tranh với Hoàng Trường An, xem ra là có thù oán. Nơi nào đó trong rạp, mấy người đang trò chuyện. Nhìn sơ qua xác thực là hắn không đơn giản, chẳng qua là. Thật sự không biết hắn là ai. Lông mày của Lam băng tâm nhăn lại. Có ý gì, hắn cũng muốn giành, nhưng lại ra giá cao như vậy. Rốt cuộc hắn là ai? vì sao chưa nhìn thấy hắn bao giờ chẳng lẽ lại là dịch dung quả thật có chút đẹp trai làm cho người ta hoảng hốt không hiểu không biết nếu như người thiếu nữ này theo hắn rốt cuộc là tốt hay xấu bởi vì nàng coi như vẫn có chút hiểu biết về hoàng trường an ít nhất xem như người bình thường tối đa nhiều nhất là kẻ tiểu nhân ngụy quân tử nhưng vẫn là một người bình thường nhưng mà trên thế giới này có quá nhiều người không bình thường người này nhìn sơ cảm giác cũng không tệ lắm ánh mắt nhìn vẫn ổn không thể xác định nàng cũng không ngăn cản được cái gì ha 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 huynh đài hoàng trường an cười cười nhìn về phía diệp thiên dật nói có phải ngươi có ý kiến gì với thiên hoàng cung ta không có ý kiến gì huynh đài ngươi nói thẳng là được sao ngươi cứ đối đầu ta hết lần này tới lần khác vậy diệp thiên dật nhìn hắn một cái nói không có ý kiến gì chỉ đơn thuần là cảm thấy hứng thú mà thôi các ngươi tranh giành với nhau ta không ra giá về sau các ngươi tranh giành xong nếu như giá cả mà ta có thể chấp nhận được như vậy cuối cùng ta lại ra giá có vấn đề gì không chẳng qua chỉ là trùng hợp cuối cùng luôn là ngươi tranh giành cùng ta chỉ vậy mà thôi diệp thiên dật nói rất hay cũng như rất có lý nhưng mà mọi người cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ mà thôi ha ha tốt chẳng qua là huynh đài xác định có thể mua được giá này sao hoàng trường an nhàn nhạt mà hỏi mua không nổi thì ta ra giá làm gì hoàng trường an gật đầu rồi không có nói gì nữa cái giá tiền này hắn không thể lấy ra nhưng mà hắn đã biết mình nên làm cái gì hai tỷ còn có ai lại ra giá không trường hà hỏi không có người nào nói chuyện hai tỷ lần thứ nhất hai tỷ lần thứ hai hai tỷ lần thứ ba thành giao trong giây phút cuối cùng thiếu nữ bên trong lồng sắt kia ngẩng đầu nhìn thoáng qua nàng nhìn xem tương lai mình thuộc về người nào nàng nhìn dịp thiên giật không rõ ràng lắm tất cả người đấu giá được hàng hóa sẽ có người đưa hàng hóa đến tận tay các ngươi đến lúc đó một tay giao tiền một tay giao hàng như vậy hiện tại rốt cuộc đi tới vật phẩm cuối cùng của chúng ta ngay hôm nay đấu giá huyết thần thạch mau mang huyết thần thạch lên tiếp theo một người mang một cái đĩa đang đắp vải đỏ đi tới cô gái kia cũng thuận thế bị đẩy rời đi vải đỏ mở ra một viên huyết thần thạch lớn cỡ quả bóng chày nằm bên trên dĩa quả nhiên là huyết thần thạch thời điểm khi bọn họ nhìn thấy viên huyết thần thạch này thì toàn bộ đều thở hắt ra một hơi bởi vì ngay từ đầu bọn họ vẫn còn có chút nghi ngờ sau khi thấy là thật cũng không còn lo lắng nữa ánh mắt dịp thiên dật nhìn hướng thiếu nữ đang bị đẩy đi kia vì sao dịp thiên dật muốn mua thiếu nữ này đâu thật ra chính dịp thiên dật cũng không hiểu rõ lắm đó chỉ là suy nghĩ không thể giải thích được đương nhiên nàng rất xinh đẹp nhưng thật sự dịp thiên dật không có nhiều ý nghĩ ở phương diện đó nhưng thật ra dịp thiên dật là một người mềm lòng nhìn thấy vẻ tuyệt vọng trong ánh mắt thiếu nữ lòng hắn mềm nhũng một thiên thần gãy cánh tiểu tinh linh không nên bị đối đãi như vậy dù sao đến lúc đó dịp thiên dật cũng rời đi hắn không có ý định yêu cầu nàng bất kỳ điều gì dịp thiên dật cảm thấy đến lúc đó thả nàng cho nàng có được tự do của mình làm cho nàng có cuộc sống của mình vậy cũng tốt dịp thiên dật cũng sẽ cho nàng một gia tài minh thần điểm ta cũng không cần giới thiệu về huyết thần thạch nữa các vị tiền bối đến cũng là vì huyết thần thạch như vậy ta sẽ không nói nhiều về tác dụng và sức mạnh của huyết thần thạch để tránh làm mất thời gian nữa. Giá khởi điểm là 1 tỷ. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 triệu. Diệp thiên giật. Giá bắt đầu là 1 tỷ, vậy giá cuối cùng có thể là 5 tỷ, bay lên rồi. 1, 1 tỷ. 1, 2 tỷ. 1, 3. Những người này đang điên cuồng kêu giá. Bọn họ nhìn giá cả dân lên điên cuồng. Mà thật sự tất cả điều này đều nằm ngoài dự đoán của Diệp Thiên Dật. Ngay từ đầu, căn bản Diệp Thiên Dật không cho rằng vật này lại đáng giá như vậy. Sau khi biết, cho tới bây giờ, có lẽ hắn cảm giác đã đánh giá thấp, ngắn ngủi thời gian, giá của viên huyết thần thạch này đã lên tới 3 năm tỷ, hơn nữa, những người này vẫn còn nâng giá không ngừng. 4 tỷ. Các vị nhường viên này cho ngũ hành đường chúng ta, được không? một gã lão giả trực tiếp tăng 500 triệu rồi nói, ha ha ha. Lời nói của ngươi có chút không có đạo đức nha. Vì sao lại phải nhường cho ngũ hành đường vậy? 4. Một tỷ, một lão giả khác cười ha hả nói một câu. Vẫn còn bốn viên, chúng ta không cần phải giành viên thứ nhất đến mức ngươi chết ta sống, không phải sao? Không thể nói thế, dù sao thì. Bình thường những thế lực lớn chúng ta cũng sẽ không có ai mua hai viên, dù muốn mua nhưng các vị cũng không cho phép nha, dù sao nắm một viên trong tay sớm một chút thì càng an tâm, không phải sao. Lại là một cường giả nói. 4, 2 tỷ. 4, 3 tỷ. Cô chủ, giành viên thứ nhất này có chút kịch liệt, chúng ta có cần chuyển sang giành viên thứ hai không? Trong phòng riêng, lão giả kia hỏi Lam băng tâm. Nàng do dự một lúc lâu. Thôi bỏ đi. Cuối cùng nàng nói cô chủ ngươi cần huyết thần thạch đây cũng là con đường mà ngươi phải qua linh lung hải thì tự nguyện ngươi là tương lai của linh lung hải một viên huyết thần thạch mà thôi linh lung hải vẫn bỏ ra được chỉ là cảm thấy có chút không cần thiết lam băng tâm lắc đầu trước khi đến nàng cũng rất hy vọng nhưng mà bây giờ nàng nhận ra được một ít gì đó nàng cảm thấy không cần thiết nhất là khi thấy được thiếu nữ đáng thương kia nàng thấy mình đã có cuộc sống quá đầy đủ rồi, còn không hài lòng gì nữa chứ, nhiều minh thần điểm như vậy, để lại sẽ làm được bao nhiêu việc. Năm, tám tỷ. Hoàng trường an hô to một tiếng. Năm, tám tỷ. Những người khác hơi do dự một chút. Thật ra, ngay từ đầu tâm lý mọi người mong muốn là từ 3 tỷ đến 5 tỷ minh thần điểm. Hiện tại đạt tới 5, 8 tỷ, tuy vẫn còn nằm trong dự liệu, nhưng nếu ra giá cao hơn, vậy thì có chút quá thua lỗ. Lỡ như chỉ cần 4 tỷ là mua được viên tiếp theo thì sao, nhưng mà. Bọn họ vẫn có một loại cảm giác là lấy được vào trong tay mới an tâm, bởi vì lần này cũng không phải chỉ có năm thế lực đỉnh cấp đến cạnh tranh huyết thần thạch. Phải có hơn 20 nhà, hơn 20 nhà cạnh tranh năm viên. Nếu ngươi không sớm lấy một viên vào tay, tâm trạng sẽ luôn căng thẳng. 6 tỷ, viên này, thiên vực thương khung ta muốn có. Trong phòng riêng của Thiên vực Thương khung, một lão giả nói: "Ha ha ha. Các vị tiền bối Thiên vực Thương khung không cần cố gắng tranh đoạt viên này đâu. Viên đầu tiên này, ta cũng rất quan tâm. Chủ yếu là sớm cầm trong tay thì sớm an tâm thôi." "6, 2 tỷ." Hoàng Trường An lại hô lên một tiếng. Lúc này, rất nhiều thế lực khác đã rút lui ra khỏi lần đấu giá viên đầu tiên này, giá cả viên này hơi cao bọn họ có thể mua được nhưng bọn họ cảm giác không quá có lợi hơn nữa thiếu chủ thiên hoàng cung này có vẻ như muốn nắm chắc viên này giá cả cho dù cao có khả năng hắn cũng sẽ mua hơn nữa cùng hắn tranh giành thì giá cả sẽ tăng cao một đường mà nếu thiên hoàng cung lấy được viên này thiên hoàng cung sẽ không tiếp tục đấu giá nữa như vậy giá cả sẽ không bị đẩy lên cao như thế bên kia thiên vực thương khung không thì buông tha viên này đi nhất định thiên vực thương khung chúng ta phải lấy được một viên viên này giá cả hơi cao nếu viên tiếp theo thiên vực thương khung cạnh tranh giá cả có thể giảm đi không ít ừ cũng có thể sau đó âm thanh truyền đến ha 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 như vậy thiên vực thương khung sẽ không cạnh tranh viên này nữa hiền chất lấy đi đi hoàng trường an nhìn qua mọi người hỏi còn có ai nâng giá không hắn cảm giác chắc là không có ai nữa Hắn có thể hiểu những gì người khác nghĩ gì, tranh giành cùng hắn tuyệt đối không phải là lựa chọn sáng suốt. Viên huyết thần thạch đầu tiên, 6, 2 tỷ minh thần điểm lần thứ nhất. Trường Hà hô một tiếng. 6, 2 tỷ lần thứ hai. 6, 2 tỷ lần thứ. Sau đó, một âm thanh chậm rãi truyền đến, 6, 3 tỷ. Mọi người, đệt tên hoàng trường an kia không kìm lòng được chửi thề một câu, thật sự thái quá. hắn chưa từng gặp tình huống nào như hôm nay, cài thứ gì đây? làm gì cũng không như ý. sau đó hắn quay đầu nhìn thoáng qua. ơ ờ cái đệt, đậu hóa, lại là tên này, lại là cái tên này, người này muốn gì chứ? hắn muốn làm gì? ta. đệt mẹ, lúc trước hắn còn tin tưởng lời nói diệp thiên dật một chút, chính là hắn chẳng muốn kêu giá chỉ cần kêu giá một chút với người cuối cùng là được rồi chỉ cần trong phạm vi thừa nhận của hắn là được rồi sau đó lại nhiều lần đúng là hắn chính là hắn hiện tại lại là hắn ngươi làm sao có thể không nghĩ rằng chính là hắn đang cố ý nhằm vào hoàng trường an tức chết đi được các hạ ngươi đây là muốn gì ngươi cũng muốn tranh giành viên huyết thần thạch này với ta sao người này đáng chết đáng chết không được sao ta cũng muốn viên huyết thần thạch này có vấn đề gì sao ha 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 hoàng trường an lạnh lùng cười một tiếng chẳng qua là tại mỗi một lần đều là các hạ cạnh tranh đến cuối cùng vậy làm hại ta phải cạnh tranh với ngươi khiến cho thật giống như ta đang nhầm vào ngươi trên thực tế là không có nha có thể trách ta sao diệp thiên giật nhún vai thản nhiên nói đúng vậy diệp thiên giật lần này quả thực là chỉ mũi dùi vào hắn à hắn không có ý gì khác đâu, chính là muốn nâng cao một chút giá trị của huyết thần thạch thôi mà. Hắn ra giá, sau đó Hoàng Trường An lại ra giá, giá cả trực tiếp tăng lên, há không phải là quá sản khoái ư, mặc dù là Diệp Thiên Dật đưa ra đấu giá những thứ này, nhưng Diệp Thiên Dật cũng có tư cách ra giá, cái này không có vấn đề gì cả, ngược lại nếu hắn ra giá cao quá nhỡ không bán được, vậy thì người bị lỗ không phải là bên hạ giá, mà chính là bản thân hắn đó. Hoàng Trường An Đậu má, lại còn là lỗi của hắn sao? Hắn ngơ người luôn rồi, hiện tại hắn dám khẳng định tên này là đang cố ý, hắn còn nói thật dễ nghe, hắn con mẹ nó chính là cố ý, ha ha ha. Vậy các hạ vì sao không đấu giá ở viên sao? Đến cả Thiên vực Thương không đều buông tay rồi, hà cớ gì nhất định phải tranh đoạt với ta? Ngươi cảm thấy ta còn có thể nghĩ như thế nào? Mí mắt Hoàng Trường An nheo lại nói. Giống nhau thôi, thế lực đều cùng một cấp bậc tranh đoạt với ai đều như nhau cả, vậy nên ta cũng muốn sớm có được một viên trong tay để yên tâm hơn, không phải sao? Diệp Thiên Giật nói. Được, vậy ta rất muốn xem xem các hạ có thể tranh đoạt được hay không? Sau đó Hoàng Trường An nói, 6, 50 tỷ. Mọi người. Đúng vậy, Hoàng Trường An hơi mất trí rồi, DMN. Dành với hắn sao? Xem ai giành được, con mẹ nó, thế lực sau lưng hắn là gì? hắn dám đi tranh giành với hoàng trường an sao sáu sáu tỷ diệp thiên giật nhàn nhạt nói người xem lần này trực tiếp tăng lên một trăm triệu bảy tỷ hoàng trường an nghiến răng nghiến lợi nói mọi người ha 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 thú vị thật là thú vị tên nhóc này rốt cuộc là ai chứ rất nhiều người bắt đầu chú ý đến diệp thiên giật hiện tại ngươi nói hắn không phải là nhằm vào hoàng trường an hay thiên hoàng cung bọn họ cũng không tin. Có thể liên tục nhằm vào thiên hoàng cung, tuyệt đối không đơn giản đâu. Nếu lão phu đoán không nhầm thì hoàng trường an này có lẽ đã mắc bẫy rồi. Tên nhóc này có lẽ sắp thu tay rồi, bảy, một tỷ. Diệp Thiên giật nhàn nhạt nói. Bảy, hai tỷ. Hoàng Trường An lại nghiến răng nghiến lợi nói. Bảy, ba tỷ. Diệp Thiên giật lại nói. Thiếu chủ, không thể tăng nữa, đã vượt qua dự tính quá nhiều rồi, hãy để lại cho hắn đi. Thiên hoàng cung bên kia có lẽ đã tức giận rồi. Đôi mắt hoàng trường an có chút ửng đỏ. Thiên hoàng cung bên kia ta sẽ tự mình giải thích, ta tuyệt đối không thể bị bọn chúng giành được. Nói xong hoàng trường an lại ra giá, 7, 5 tỷ. Mọi người. Diệp thiên giật trong lòng cười thầm một tiếng. Hắn cố ý do dự một chút. Hai, sau đó Diệp Thiên giật thở dài một hơi. Là của ngươi đó, ta rút lui. Diệp Thiên giật mãi ha. Nội tâm Hoàng Trường An vô cùng phong phú. Là gì đây? Là cái gì đây, các hạ, ngươi không đủ tiền rồi sao? Hoàng Trường An nhìn Diệp Thiên giật cười nói. Đúng vậy, vẫn là các hạ lợi hại hơn, so không được. Diệp Thiên giật lắc lắc đầu làm ra vẻ chán nản nói sau đó hoàng trường an thoải mãi dựa vào ghế đối với hắn mà nói cảm giác này thật quá sảng khoái thiếu chủ chúng ta tiêu nhiều hơn dự tính mấy tỷ luôn rồi sau lưng lão giả lên tiếng nhắc nhở hoàng trường an thực ra hoàng trường an vẫn luôn nhận thức được điều này thế nhưng vừa rồi lúc hưởng thụ sự thắng lợi hắn đã quên mất điều này rồi thẳng đến khi lão giả nhắc nhở thì hắn mới ý thức được mẹ nó lần này phiền phức lớn rồi lúc trở về chắc chắn sẽ phải chịu trừng phạt rồi thế nhưng nghĩ kỹ thế thì đã sao lần trừng phạt này cũng không phải quá lớn ngược lại giành được chiến thắng lần này làm hắn cảm thấy càng thoải mái hơn không sao một chút minh thần điểm này ta tự mình bỏ ra là được rồi hoàng trường an nói hắn buồn quá sau khi nhận thức được nhưng điều này hắn thực sự rất khó chịu chính là hối hận rồi nếu mà cho hắn một cơ hội nữa hắn chắc chắn sẽ bình tĩnh hơn. Lần này thật là có chút bốc đồng rồi, bởi vì nghĩ lại trên thực thế bản thân phải trả giá cho những thứ đấy, mà hắn thì không phải. Thậm chí mọi người đều không biết hắn là ai, vả lại, sau khi bình tĩnh mới phát hiện, hắn hình như đã bị biến thành một trò đùa rồi. Tự nhiên lại tiêu mất mấy tỷ minh thần điểm. Nếu như hắn biết, thứ này chính là do Diệp Thiên Dật bán, hắn chỉ làm vậy vì tăng giá thì hắn sẽ tức chết cho coi bảy năm tỷ có ai ra giá cao hơn không trưởng hà hỏi thực ra hắn biết chắc chắn là không có nữa rồi thế nhưng theo quy trình thì vẫn nên hỏi một chút bảy năm tỷ lần thứ hai bảy năm tỷ lần thứ ba thành giao sau đó viên huyết thần thạch đầu tiên được bán với giá bảy năm tỷ cho hoàng trường an kỳ thực tất cả mọi người đều cảm thấy cái giá này quá cao thế nhưng giá trị của huyết thần thạch này là vô giá huyết thần thạch chính là bảo vật vô giá nhưng nhìn chung thì vẫn phải có một cái giá hợp lý đúng không chỉ là nói vốn dĩ hắn biết giá trị của huyết thần thạch không cao như vậy sau đó bởi vì bản thân hắn quá nóng vội nên mới dẫn đến việc bị đẩy giá lên cao như vậy thật ngốc nghếch bởi vì hắn cũng có thể lựa chọn từ bỏ viên này đi lần sau hắn sẽ tiếp tục đấu giá có lẽ hắn sẽ giành được mà không cần phải dùng giá cao như vậy thật là ngu ngốc thế nhưng ai bảo kẻ ngốc như hắn lại có nhiều tiền chứ hiện tại chúng ta bắt đầu đấu giá viên huyết thần thạch thứ hai giá cả giống như viên đầu tiên sau đó viên huyết thần thạch thứ hai được bán đấu giá thiên hoàng cung ngừng đấu giá bọn họ đã có một viên rồi bọn họ đương nhiên muốn có viên thứ hai cũng đủ tiền để đấu giá bọn họ cũng rất sẵn lòng thế nhưng mà lần này quá nhiều thế lực lớn đến đây nếu nhất quyết cùng người khách tranh giành khả năng sẽ phải bỏ ra một cái giá vô cùng lớn, nhưng mà bọn họ cũng không để bụng nếu có nhiều hơn một viên. Chỉ là không thể dùng thân phận Thiên hoàng cung đi đấu giá được, do đó, bọn họ phái người trà trộn vào giữa đám người, người khác không thể biết được hắn là người của Thiên hoàng cung. Không chỉ muốn giành được viên thứ nhất, mà bọn họ còn muốn giành được viên thứ hai, thậm chí là viên thứ ba, thứ tư, giá cả rất nhanh tăng vọt lên đến 5 tỷ, sau khi tăng lên 5 tỷ giá tăng lên có chút chậm hơn. Sau khi tăng lên 5, 5 tỷ, chỉ còn lại người của Thiên vực Thương khung, Vạn Kiếm Sơn và một người nữa đang ra giá, trên thực tế người này là người của Thiên hoàng cung cài vào buổi đấu giá. Cuối cùng tăng đến 6 tỷ, cũng là cái giá không thấp. 6, 2 tỷ, còn có ai nữa không? Thiên vực Thương khung ra giá ngang với Thiên hoàng cung trước đó. Lúc này, hai bọn họ đang so kèo với nhau. 6, 5 tỷ người của thiên hoàng cung hét lên. Thiên hoàng cung không bận tâm nâng giá lên cao. Người của thiên vực thương không nhìn hắn một cái, mí mắt nhíu lại. Khi là ai? Không biết, không quen. Thế nhưng ta nghi ngờ có thể là người của thiên hoàng cung, rốt cuộc. Rốt cuộc bọn họ cũng có suy nghĩ như thế, đều sắp xếp người ở đây, đợi bọn họ đấu giá được một viên rồi thì thay bọn họ đấu giá tiếp những viên khác, bọn họ hiểu rõ chỉ là ngoài mặt nói là đấu giá nhưng không thể đấu giá, nếu là như vậy, có thể bị tính kế, hơn nữa có thể sẽ bị đẩy giá lên rất cao rất cao. Người của Thiên vực Thương không rất bực bội. Thế nhưng bọn họ cũng làm như vậy, cho nên có thể lý giải được. Vậy chúng ta không được. Phải nắm lấy. Những minh thần điểm này mặc dù không phải số, thế nhưng với một thế lực lớn như Thiên Hoàng cung thì cũng chỉ như cộng lông trên mình con trâu thôi chúng ta thì lại khác, chỉ là, có thể chúng ta sẽ phải bỏ ra một giá còn cao hơn Hoàng Thiên Cung nữa, hừ. Đồ khốn, đoán chừng người của Hoàng Thiên Cung cũng là ông cái quan điểm như vậy. Vậy, nếu không được nữa thì bỏ qua viên này đi, vẫn còn tận ba viên cơ mà, Hoàng Thiên Cung không đến nổi viên thứ ba cũng. Vậy thiên vực thương khung của chúng ta làm sao nhẫn nhịn được? Chúng ta không phải đã nói, nếu có thể thì mua cả năm viên này sao? chỉ cần giá hợp lý, kiểu gì hoàng thiên cung cũng có suy nghĩ giống chúng ta thôi. Do đó, viên này nhất định phải mua được. Hiểu rồi. Sau đó, Thiên vực thương khung ra giá, 6, 8 tỷ. Mọi người, thật là con mẹ nó vô lý, số lẻ đối với bọn họ đã nhiều rồi, mà bọn họ có thể nói ra nhẹ nhàng như thế, đây là thế lực của Bác Trọng Thiên, Cửu Trọng Thiên sao? Thiếu chủ. Lão giả kia truyền âm cho Hoàng Trường An tiếp tục, cứ cho là bọn họ mua được viên thứ hai, ta cũng phải khiến cho bọn họ phải trả giá cao hơn, như vậy, đến lúc quay trở lại tông môn ta cũng không phải bị trách cứ nữa. Nếu làm vậy thì giá hắn mua cũng sẽ không cao, vậy thì cũng chẳng có lý do gì để trách hắn cả. Vả lại, nếu như hắn cầm viên thứ hai quay lại, giá cả không thấp, chỉ cần không quá cao, thì chính là lập công rồi. Trước tiếp nâng lên 7, 5 tỷ cho ta đã hiểu lão giả kia nhìn về phía trước nói bảy năm tỷ mọi người mẹ kiếp trực tiếp nâng giá lên cao thế điên rồi sao ha 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 xem ra chính là thiên hoàng cung rồi bọn họ chắc chắn là muốn ép chúng ta dù có đoạt được viên huyến thần thạch này cũng phải ra giá cao hơn so với bọn họ vậy nên lần này chúng ta chỉ có thể tiếp nhận thôi dù có phải bỏ ra cái giá cao đi nữa cũng tốt hơn để cho Thiên Hoàng cung lấy được viên huyết thần thạch này, bởi vì có được viên huyết thần thạch này, đồng nghĩa với việc trong tương lai sẽ có một đỉnh cấp cường giả ra đời, nếu như vậy, về phương diện thực lực của thế lực, bọn họ sẽ dần dần có sự chênh lệch với Thiên Hoàng cung. Mà minh thần điểm chẳng qua chỉ là vật ngoài thân, tiêu nhiều cũng chỉ làm nội tâm không thoải mái một chút, hơn nữa còn không làm tổn thương đến nguyên khí của tông môn bọn họ. 8 tỷ sau đó thiên vực thương khung trực tiếp ra giá ha ha hoàng trường an cười lạnh thế này thì ai còn dám bảo hắn mua bị đắt nữa chứ dừng đi hoàng trường an nói với lão giả kia mà dịp thiên vật đúng vậy hắn lại tiếp tục nữa rồi tám một tỷ dịp thiên vật hô lên mọi người con mẹ nó lần này đến lượt người của thiên vực thương không mắng chơi trò gì thế Trò gì đây, cô? Hoàng Trường An nhìn Diệp Thiên giật một cái. Người này, có ý gì đây? Không phải đang chỉ mũi nhọn vào hắn đấy chứ, thế nhưng cho dù là vậy, hắn cũng nhất định không có khả năng để người này sống tiếp. Bởi vì hắn đã không giữ mặt mũi cho Hoàng Trường An. Người này là có ý gì thế, người của thiên vực thương khung bên này đều ngốc hết rồi. Mẹ nó, hắn con mẹ nó còn là người sao, người không biết còn cho rằng hắn con mẹ nó ở đây làm nền cho buổi đấu giá đấy thế nhưng rất rõ ràng huyết thần thạch khẳng định không phải là có sẵn trong kế hoạch của buổi đấu giá khẳng định là người khác cầm đến đấu giá người này muốn làm gì thế hắn rốt cuộc là có ý gì hắn tại sao đi gây sự với thiên vực thương khung lão giả sau lưng lam băng tâm thực sự phục rồi sống quá lâu rồi thật là sống quá lâu nên não cũng chậm chạp luôn rồi Hắn dường như cảm thấy buổi đấu giá này, hắn có tư cách đi cạnh tranh, thế nhưng hiện tại tình hình lại đột nhiên xoay chuyển quá nhanh. Các hạ, vừa nãy mới hơn 7 tỷ ngươi đã không ra giá nữa, tại sao bây giờ đã 8 tỷ rồi mà ngươi lại còn ra giá nữa? Bản Tôn không thể hiểu được hành động này của ngươi. Cường giả của Thiên vực Thương khung cưỡng chế kìm nén sự tức giận của bản thân. Mà Diệp Thiên Dật làm vậy là vì cái gì, tăng giá? À, ta nghĩ lại rồi hiện tại cũng có chút hối hận rồi. Diệp Thiên Giật nói. Hối hận gì? Diệp Thiên Giật sờ mũi nói, là như này, vốn dĩ ta cảm thấy viên thứ nhất giá có chút đắt, ta có chút không tiếp nhận được, lại cảm thấy viên thứ hai giá chắc là sẽ không quá cao, thế nhưng lại vẫn cao như thế, hiện tại ta đang lo lắng, về sau viên thứ ba, thứ tư giá sẽ càng cao, do đó, ta hối hận vì đã không giành lấy viên thứ nhất, thật là không còn cách nào, nếu viên này mà ta vẫn không giành được thì ta sợ mình sẽ không giành được viên huyết thần thạch nào mất nếu là như vậy ta cũng không còn cách nào mọi người cái này dường như hắn nói cũng có lý thế nhưng sao lại không đáng tin như vậy nhỉ người này có dáng vẻ thoạt nhìn rất vô hại thế nhưng cứ cảm thấy hắn có chút xấu xa vậy lỡ như lần sau giá thấp hơn thì sao cường giả kia hỏi ta nói này các hạ ngươi nói như vậy là mâu thuẫn quá rồi nếu ngươi nói như vậy tại sao các ngươi không tính toán đấu giá viên huyết thần thạch tiếp theo đi bởi vì các ngươi cũng cảm thấy giá ở vòng sau có thể sẽ càng đắt bộ dạng của dịp thiên dật làm cho bọn họ không nói được câu nào nữa được rồi lần này thì chỉ có thể chịu thiệt thòi thôi nhưng ngươi bảo bọn họ cứ như vậy nhường viên này cho hắn sao người bình thường ai nỡ làm vậy chứ tám hai tỷ sau đó thiên vực thương khung ra giá. 8. 3. Diệp thiên vực tiếp tục trả giá, hắn cảm thấy vẫn có thể điều khiển được cục diện này. Dù sao cuối cùng chính là không bán được, vậy hắn cũng không lỗ vốn, không có việc lớn gì xảy ra, hắn giữ lại một viên cũng có tác dụng. Dù sao bên phòng đấu giá cũng mắt nhắm mắt mở để yên cho hắn ra giá, bởi vì bình thường như vậy cũng không quá tốt, thế nhưng do buổi đấu giá cũng không nhận được tiền hoa hồng, Do đó buổi đấu giá này cũng không có cái gì cả. 8, 5 tỷ. Thiên vực thương không trực tiếp tăng thêm 200 triệu. Lúc này bọn họ thật sự thấu hiểu được cảm giác của Hoàng Trường An khi nãy. 8, 5 tỷ. Mặc dù Diệp Thiên Dật cảm thấy vẫn có thể tăng nữa, nhưng lại thấy cũng khá đủ rồi, nhiều hơn 5 tỷ rồi. Hai. Diệp Thiên Dật cố ý thở dài tiếc núi. Ta nhường Ha ha ha, người anh em đừng nhục chí, sau này vẫn còn cơ hội mà. Hoàng Trường An cười nói. Hắn rất sảng khoái, thiên vực thương khung còn tốn hơn hắn cả mấy trăm triệu rồi. Viên đá này tám, năm tỷ thành giao, thuộc về thiên vực thương khung. Lầm này hắn gây ra phiền phức lớn rồi, thế nhưng chắc là có biện pháp thoát thân rồi mới dám làm như thế chứ nhỉ. Bắt đầu đấu giá viên huyết thần thạch thứ ba, quy tắc vẫn như cũ, hiện tại bắt đầu thôi sau đó diệp thiên vật trực tiếp nói tám ba tỷ mọi người mẹ kiếp có người nhìn sang diệp thiên vật rồi thầm chữ thề mấy cường giả của các thế lực khác quả là căm hận diệp thiên vật muốn chết hắn điên rồi sao con mẹ nó là ý gì thế mẹ kiếp thật là quá đáng vị tiểu huynh đệ này ngươi làm thế có thấy quá đáng không lão giả từ một thế lực nhìn chầm chầm diệp thiên vật trong giọng nói thể hiện sự tức giận có sao? Ta cảm thấy chẳng có gì cả. Đây là giá của ta, ta đưa ra giá 8, 3 tỷ, có người nào trả giá cao hơn ta thì mới lấy, không thì ta thành công sở hữu nó, cũng giúp tiết kiệm thời gian tăng giá từ từ mà. Diệp Thiên giật nhàn nhạt nói. Khốn kiếp, bọn họ đều tức giận mắng thầm. Thật muốn băm tên vô liêm sĩ này ra thành từng mảnh. Thế nhưng các ngươi suy nghĩ lại một chút, người có thể cầm trong tay 8, 3 tỷ, hắn có thể là người đơn giản vậy sao, dường như cũng không phải là đơn giản. 8. 5 tỷ Có người trực tiếp tăng giá thêm 200 triệu. Hết cách rồi, chỉ còn lại 3 viên nữa, phải giành lấy thôi, viên thứ 3 cuối cùng đã được bán với giá 9, 7 tỷ, mà viên thứ 4. Viên thứ 4 thì có chút lợi hại, bởi vì là viên áp chót, ai cũng biết nếu không thể mua được viên này, thì viên cuối cùng sẽ càng khốc liệt hơn, vì vậy những thế lực chưa mua được càng cạnh tranh gay gắt hơn. Thật ra cũng không phải là do bọn họ ngốc, mà do họ đã không tranh giành ngay từ đầu, nhưng nếu họ tranh giành như thế này ngay từ đầu, thì giá của viên đầu tiên cũng sẽ không thấp. Viên thứ tư trực tiếp tăng giá lên đến 12, 3 tỷ minh thần điểm. Viên thứ năm. Hay là không bán viên này nữa nhỉ? Diệp Thiên giật suy nghĩ. Nhìn thấy đám người này cạnh tranh gay gắt như vậy, Diệp Thiên Dật rất muốn lưu lại một viên, sau này biết đâu nó lại có giá trị cao hơn thì sao, hơn nữa hiện tại đã có đủ minh thần điểm, thật sự là quá đủ rồi. Nhưng Diệp Thiên Dật biết rằng mình không thể không bán nó đi, hắn chỉ có thể tự mình đấu giá thắng, mà sau khi hắn đấu giá thắng sẽ xảy ra một tình huống. Đó là bị đuổi giết. Vì vậy, vẫn là bán nó đi thôi. 8, 3 tỷ. Đúng vậy, vẫn như lần trước Diệp Thiên Dật một lần nữa nhắc tới cái giá 8, 3 tỷ này, có lẽ cảm thấy giá khởi điểm nên là 8, 3 tỷ. Diệp Thiên Dật đợi họ tiếp tục tăng giá nhưng lần này lại yên tĩnh đến lạ thường. Gì đây? Diệp Thiên Dật sửng sốt một chút. Không đúng. Điều này thật sự không hợp lý. Theo lý mà nói, viên cuối cùng phải là viên được tranh giành kịch liệt nhất, tại sao đến viên này mọi người lại không ai động đậy? trả giá đi, các ngươi trả giá đi chứ. Mà nguyên nhân là bởi vì trong lòng những cường giả này đều biết, viên cuối cùng này, nếu cứ tranh tới tranh lui, giá cả có thể vượt quá 20 tỷ, thậm chí cao hơn nữa, thật sự không được, mặc dù vên huyết thần thạch đáng giá như thế, nhưng họ vẫn rất khó chịu. Cho nên tại thời điểm này, tất cả bọn họ đều có chung một ý nghĩ. Giết người cướp của chúng ta không cần dùng nhiều minh thần điểm để tranh giành thứ này thay vì phải đổ máu thà rằng để lại viên huyết thần thạch cho tên này rồi giết hắn lúc đó không có gì mà trả giá cả tốn công vô ích vào viên huyết thần thạch mà không làm gì được và họ tự tin rằng mình sẽ giết được diệp thiên dật bất kể xuất thân của ngươi như thế nào họ sẽ bằng cách nào đó che đậy danh tính của mình điều duy nhất bọn họ lo lắng là đến lúc đó sẽ có một tình huống cạnh tranh bởi vì trong thâm tâm họ biết rằng một số thế lực khác hẳn cũng sẽ hành động. 8. 3 tỷ, có người nào ra giá nữa không? Trường Hà cũng sửng sốt một chút sau đó lên tiếng. Cứ như tất cả đã bàn bạc với nhau rồi vậy, không có ai trả lời. 8. 3 tỷ lần một. Diệp Thiên giật. Không phải chứ. Các ngươi hiện tại tùy tiện ra thêm một giá nữa, cao hơn một chút Diệp Thiên giật hắn cũng sẽ không trả giá nữa đâu. Nhưng họ đều đã quyết định ra tay nên không ai nói gì. Trong phòng riêng. Cô chủ, cơ hội tốt, bọn họ có lẽ là muốn tên nhóc này mua được, sau đó tìm cơ hội giết hắn, nhưng với giá này, chúng ta cũng có thể ra giá. Lam Băng Tâm lắc lắc đầu, quên đi, không cần thiết. Nàng thật sự nghĩ tốt nhất là không nên tranh giành, tùy duyên vậy. Vậy, được rồi. Hơn nữa, một khi mà ta ra giá vậy chắc hẳn thế lực khác cũng sẽ ra giá, bọn họ không muốn chúng ta có được viên huyết thần thạch này với giá thấp như vậy đâu. Giá không thấp, nhưng so với những cái trước, không ai trả giá cả. 8. 3 tỷ lần 1 Trường Hà hô lên 8. 3 tỷ lần 2 8. 3 tỷ lần 3, chốt giá Sau đó viên thứ 5 vật nguy nguyên chủ rơi vào tay Diệp Thiên Dật. Nhưng cũng chẳng sao cả, Diệp Thiên Dật cũng chẳng thua thiệt gì. Mọi người, đến đây là kết thúc của buổi đấu giá ngày hôm nay. Cảm ơn các vị đã đến. Sau này, phòng đấu giá Dạ Minh chúng ta cũng sẽ thường đem một số món đồ tốt ra đấu giá ở buổi đấu giá. Vậy giờ hãy tạm thời rời khỏi cuộc đấu giá, mời người đấu giá thành công vào phòng tương ứng để đợi. Sau đó Diệp Thiên Dật đứng dậy và đi đến một căn phòng trên tầng 4, trong phòng có trà và trái cây. Diệp Thiên Dật ngồi đó và châm một điếu thuốc. Rất nhanh cửa phòng được đẩy ra, người bước vào chính là Trường Hà. Các hạ. Trường Hà ôm quyền chào Diệp Thiên Dật, sau đó đưa đại tinh hoang thảo đã gói cẩn thận cho Diệp Thiên Dật. Đây là cuộn giấy da, mời các hạ nhận. Diệp Thiên Dật gật gật đầu. Đúng rồi, còn có viên huyết thần thạch này, ngươi có muốn cân nhắc một chút, đến lúc đó lại đem ra đấu giá không? Dù sao thì viên huyết thần thạch này ở trong tay ngươi, khi rời khỏi đây có thể sẽ gặp nguy hiểm. Trường Hà nhắc nhở một tiếng. Diệp Thiên Giật cầm lấy viên huyết thần thạch nói. Không cần đầu, cảm ơn lòng tốt của ngươi. Không có gì, mời vào trong. Sau đó, cánh cửa được mở ra, và một người phụ nữ dẫn cô gái yếu ớt vào. Vòng tay và dây xích sắt của cô gái cũng đã bị tháo ra, cô cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên. Ngẩng đầu lên. Trường Hà quát lớn một tiếng, cơ thể mỏng manh của nàng đột nhiên rung lên, rồi nàng cắn chặt môi, từ từ ngẩng đầu lên với đôi mắt to đỏ hoe. Người này trong tương lai sẽ là chủ nhân của ngươi, ta sẽ không nói nhiều lời dư thừa. Dù sao, ngươi cũng nên biết cách cư xử một chút. Trường Hà chỉ vào Diệp Thiên Dật và nói với cô gái. Nàng nhìn Diệp Thiên Dật một cách dè dặt. Nói như thế nào đây? Có chút kinh ngạc. Hắn, thật đẹp trai. Nhưng vào lúc này, điều đó không quan trọng, nàng chỉ có thể phó thác vào số phận của mình. Diệp Thiên Dật cũng đã nhìn thấy nàng. Khoảng cách gần như thế này, quả thật là duyên dáng. Thật sự rất xinh đẹp. Các hạ, đây là cuộn giấy khế ước chủ tớ của nàng, hãy bóc nát cuộn giấy này, quyền năng sẽ phát huy tác dụng, có thể tùy ý điều khiển nàng, để nàng tuân theo mệnh lệnh của ngươi. Diệp Thiên Dật gật đầu, từng chắc hạ đây là minh thần điểm của ngươi sau khi trừ đi những khoản ngươi đã bỏ ra mấy chục tỷ đều nằm trong này một làn sương đen dày đặt tràn vào vòng tay của dịp thiên dật đa tạ vậy ta xin phép hắn cùng đầy tớ lui ra ngoài đóng cửa lại để lại trong phòng chỉ còn dịp thiên dật và cô gái kia đối với cô gái này mà nói loại cảm giác này càng thêm hoảng sợ nàng cảm thấy khoảnh khắc không đáng sợ nhất chính là lúc nàng ở một mình cho dù là bản thân bị giam giữ xung quanh tối đen như mực không hề có một động tĩnh gì nàng vẫn cảm thấy mọi thứ rất an toàn một chút động tĩnh xảy ra đã khiến nàng hoảng sợ cực kỳ cực kỳ hoảng sợ lúc nhiều người nàng cảm thấy sợ hãi cũng rất hoảng hốt nhưng khi đối mặt với điều này một mình kỳ thực càng thêm hoảng sợ trong đó còn có một nguyên nhân nàng thực sự đã biết những người đã bắt nàng trước đây biết được suy nghĩ của bọn họ, hiểu rõ hết thủ đoạn của họ. Lại hoảng sợ vì biết được bọn họ sắp sửa làm gì, thế nhưng hiện tại, nàng sắp phải đi theo một người mới, người này nàng hoàn toàn không nhận thức được, chẳng biết được hắn có làm ra những hành động biến thái hoặc gì đó hay không, càng không biết mới càng thêm sợ hãi. Điều quan trọng nhất là hắn đang nắm giữ khế chủ tớ của nàng trong tay, một khi hắn tiêu hủy nó, có nghĩa là nàng sẽ phải trở thành nô lệ của hắn. Ngồi đi, Diệp Thiên vật nhìn cô gái nhàn nhạt nói, sau đó ngồi xuống ghế sofa. Cô gái đứng yên không dám cử động, cúi đầu không nói lời nào cả. Diệp Thiên vật ngồi ở đó ngẩng đầu nhìn nàng. Sau đó, hắn cầm lấy quyển trục khế ước chủ tớ trên bàn, rồi. Xẹt xẹt, âm thanh xé nát truyền đến, cô gái kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên vật. Cần phải dùng linh lực tiêu hủy nó mới có tác dụng, mới phát sinh hiệu quả, nếu như trực tiếp xé thì chính là xóa bỏ khế ước rồi. Miệng cô gái hơi há to ra. Nàng không biết nói gì cả trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Hắn. Hắn có ý gì đây, hắn chi nhiều minh thần điểm như vậy, ở trong mắt nàng đó là con số khổng lồ không thể tưởng tượng nổi, tại sao? Tại sao lại xé khế ước ra thành từng mảnh, ngươi tên gì? Trong tay Diệp Thiên Dật xuất hiện một ngọn lửa, thiêu đốt từng mảnh khế ước, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng thản nhiên hỏi. "Thưa Thưa chủ nhân, Lâm Lâm nhược nhược. Lâm nhược nhược, thật hợp với ngươi." Diệp Thiên giật hút một hơi thuốc sau đó dập đầu thuốc, đứng lên nói, "Ta không mua ngươi về để biến ngươi trở thành nữ nô của ta hay bất cứ điều gì, mà là để cứu vớt sức lực yếu ớt của ngươi mà thôi. Khế ước đã bị ta xé rồi, bây giờ ngươi đã được tự do, nhưng ta có lời đề nghị là trong tương lai gần, ngươi cứ đi theo ta trước đã, có thể sẽ bảo vệ ngươi một chút, đến lúc tới nơi an toàn, ta sẽ cho ngươi một ít minh thần điểm, để ngươi có thể sống thoải mái một đời. Lâm Nhược Nhược. Nàng nhìn Diệp Thiên Dật với vẻ không dám tin. Vì Vì sao? Nàng điềm đạm hỏi Diệp Thiên Dật. Thân thể mềm mại có phần run rẩy, có một tia sáng lấp lánh ánh lên trong đôi mắt xinh đẹp. Không có vì sao gì cả muốn nói nguyên nhân chính là không đành lòng thôi, mặc quần áo vào đi. Diệp Thiên giật phóng ra phép tạo hóa, ném chiếc váy mới xuất hiện trong tay cho cô gái. Nàng đã có quần áo trên người rồi, nhưng quá đơn giản và có phần hở hang. Lâm nhược nhược nhận lấy bộ đồ mà Diệp Thiên giật ném qua, hai tay ôm bộ đồ, cúi đầu, sau đó nước mắt tí tách rơi trên mặt đất. Cảm. Cảm ơn. Nói xong nàng ôm lấy quần áo, ngồi sổng trên mặt đất khóc trống lên. Nàng cố gắng khiến cho tiếng khóc của mình cực kỳ cực kỳ khẽ, thế nhưng nàng hoàn toàn đè nén không nổi, giờ khắc này nàng chỉ muốn khóc thét thật to. Quá phức tạp. Thật sự quá phức tạp, Diệp Thiên Dật không ngăn cản việc nàng khóc. Qua một lúc lâu, tiếng khóc của Lâm Nhược Nhược dần dần nhỏ lại rồi biến mất. Nàng xoa xoa đôi mắt sau đó đứng lên. Đi thay quần áo đi. Diệp Thiên Dật nói. Vâng sau đó nàng ôm quần áo chạy vào bên trong buồng. Diệp Thiên giật vương vai lười biếng. Kỳ thực cảm thấy có chút không đành lòng, cô gái này thật sự rất đáng thương, quá yếu đuối, nhất là sự hoàn toàn tuyệt vọng bên trong ánh mắt nàng đã làm Diệp Thiên giật cảm động. Không có suy nghĩ gì khác, Diệp Thiên giật còn có thể có bất kỳ suy nghĩ nào khác, người nói là vì cơ thể của nàng, thật sự không phải, bởi vì bản thân Diệp Thiên giật không thuộc về thế giới này, hắn phải quay trở về, cho nên vì sao dịp thiên dật phải vì cơ thể của nàng cho dù bây giờ ngươi gái của dịp thiên dật nhiều một chút thế nhưng hắn không cho phép bản thân trở thành tên cặn bã chí ít hắn không thể vì sự xinh đẹp của cô gái này mà muốn ở lại đây chơi đùa với nàng sau đó đến khi phải quay trở về thì phủi bỏ hết trách nhiệm dịp thiên dật sẽ không làm vậy hắn chỉ thật sự bị cảm động bởi sự tuyệt vọng trong ánh mắt nàng mà thôi trường hà về tới bên trong căn phòng to lớn kia mà giờ khắc này, trong phòng phải nên đón vị khách không mời mà tới. Người của Thiên Hoàng Cung Những cường giả khác của phòng đấu giá khác đang chiêu đãi hắn. Các vị Thiên Hoàng Cung Trường Hà chạy nhanh đến để thi lễ. Hội trưởng Trường Hà không cần phải hành lễ, đây chính là một chút tấm lòng nho nhỏ của Thiên Hoàng Cung. Hoàng Trường An mỉm cười ném cho hắn một viên tinh thạch màu đỏ. Hoàng Hoàng thiếu chủ Cái này là sao? thật ra trong lòng trường hà đại khái đoán được chuyện gì rồi ha ha không có gì hoàng trường an cười rồi đứng lên nói thiên hoàng cung chúng ta rất thích kết giao ngươi bè khi gặp một số người thì rất muốn kết thân vì vậy hội trưởng trường hà hãy nhận lấy trường hà gật gật đầu có thể trở thành ngươi bè của thiên hoàng cung chính là niềm vinh dự cho kẻ hèn mọn này nhưng trong thâm tâm hắn biết rõ hắn muốn xem trường hà như một người ngươi ư không trong mắt thiên hoàng cung trường hà hắn chỉ là một con chó mà thôi hội trưởng trường hà có việc này ta muốn hỏi ngươi một chút trường hà gật đầu hoàng thiếu chủ có gì muốn hỏi thì cứ nói với ta ừm hoàng trường an gật đầu đi đến vỗ vỗ bả vai trường hà nói hội trưởng trường hà cũng biết viên huyết thần thạch này là vật tôn sùng đối với bất kỳ võ giả nào trong chúng ta nhưng mà hiện tại có người bán đấu giá rất nhiều huyết thần thạch cho nên thiên hoàng cung chúng ta đặc biệt có hứng thú với người này không có ý gì khác chỉ mong có thể kết giao với hắn xem liệu có thể thỏa thuận một mình với hắn không và tốt nhất là trở thành ngươi bè vì vậy muốn nhờ hội trưởng trường hà giới thiệu trường hà lập tức hiểu được nguyên nhân mà đối với thiên hoàng cung không tóm lại là đối với các thế lực khác mà nói bọn họ dĩ nhiên đều muốn biết tin tức bây giờ chỉ có một mình thiên hoàng cung ở đây lát nữa có thể sẽ có người của một vài thế lực nữa đến. Dĩ nhiên rồi, bọn họ kiểu gì cũng sẽ phái người đến để dán mắt vào Diệp Thiên Dật, bởi vì trong tay Diệp Thiên Dật chính là viên huyết thần thạch, còn có tấm da dê, còn có cô gái mà Hoàng Trường An vô cùng muốn có, cô gái tên Lâm Nhược Nhược kia. Trên thực tế, cho dù không có chuyện gì, Hoàng Trường An cũng nhất định sẽ phái người đến giết Diệp Thiên Dật, bởi vì Diệp Thiên Dật đã làm hắn mất mặt. Hội trưởng Trường Hà, ta biết ngươi hiểu rõ, ngươi bè qua trọng là phải chân thành, nếu như không chân thành thì chính là khiến cho người khác căm ghét nhất, ngươi nói có đúng không? Hoàng Trường An miễn cười nói. Hắn chính là đang uy hiếp Trường Hà, Trường Hà thật sự không muốn nói, đây cũng là quy tắc, nhưng mà, đối mặt với người của thế lực lớn thế này mà đòi nói quy tắc, vậy chẳng khác nào là chán sống. Trường Hà ho khan một tiếng. Hoàng thiếu chủ, thực ra thì. Nói hoàng trường an nhìn chằm chằm hắn người bán huyết thần thạch thật ra là người lấy được viên cuối cùng cái gì hoàng trường an trực tiếp quát lên một tiếng khốn kiếp là hắn chính là hắn trường hà gật gật đầu đúng vậy chính là hắn được lắm được lắm sắc mặt của hắn khó coi đến tột cùng bây giờ đều đã hiểu rồi tại sao tên này cứ liên tục tăng giá hóa ra là đẩy giá cho đồ của hắn vô liêm sĩ khốn nạn hoàng trường an hắn cảm thấy bản thân như kẻ ngốc đang bị chơi đùa thế nhưng ngẫm nghĩ lại một chút thế cũng tốt người bán đấu giá huyết thần thạch và hắn là cùng một người nói cách khác hai chuyện này vừa khéo có thể xử lý cùng nhau hắn là người như thế nào hội trưởng trường hà có nắm rõ được không trường hà lắc lắc đầu không rõ ràng lắm chỉ là trực tiếp cầm đến bảo chúng ta đấu giá dù sao thì đó cũng là huyết thần thạch chúng ta cũng không dám hỏi nhiều vậy nên hắn nhìn như có rất nhiều minh thần điểm nhưng trên thực tế là hắn mua những thứ này dựa vào minh thần điểm của việc bán huyết thần thạch trường hà gật đầu có thể là như vậy nhưng cũng có thể là bản thân hắn không thiếu minh thần điểm nhưng mà hẳn là cái này khó có thể xảy ra bởi vì nói thật nếu hắn thật sự lợi hại huyết thần thạch sẽ càng thêm hữu dụng hoặc hắn sẽ mang huyết thần thạch ra để đổi lấy thứ khác chứ không phải minh thần điểm ừm hoàng trường an có chút trầm ngâm vậy thì việc phải làm tiếp sau đây rất chi là đơn giản đợi đến khi hắn một mình đi đến chỗ ít người là có thể ra tay rồi truyền mệnh lệnh xuống khóa chặt vị trí của tên đó và đảm bảo rằng hắn chạy đến đâu cũng có thể xác định vị trí ngoài ra chuẩn bị không gian sẵn sàng tìm cơ hội để thực hiện hơn nữa hãy chú ý đến những người từ các thế lực khác sau đó hoàng trường an nhìn về phía trường hà nói hội trưởng trường hà nếu người của những thế lực khác đến hỏi về sự việc này vẫn mong hội trưởng trường hà đừng nhiều lời trường hà trong lòng đau khổ hắn không nói mà được à những thế lực đó không phải đều giống như ngươi sao hắn dám không nói sao vâng hoàng thiếu chủ yên tâm ừm hoàng trường an gật đầu trầm sau đó một cường giả đằng sau hắn đã giết chết tất cả mọi người ở đây chỉ đơn giản trong một nháy mắt như vậy thủ tiêu hết cả cường giả đó nhàn nhạt nói từ giải quyết một chút đi tìm chỗ theo dõi hắn đôi mắt hoàng trường an ngưng động lại nói bởi vì hắn cũng hiểu rõ bảo bọn họ không nói thì bọn họ sẽ thực sự không nói không phải chỉ có người chết mới không nói được vậy thì để cho bọn họ trở thành người chết vậy trong phòng riêng. Lâm nhược nhược thay chiếc váy mà Diệp Thiên giật đưa, đi ra ngoài. Sau khi bước ra, nàng cúi đầu, miệng không dám hó hé, hai tay vò vò góc áo. Hơi rộng một chút. Diệp Thiên giật nhìn thoáng qua. Bản thân Diệp Thiên giật biết rằng cô bé kia không mập, rất là gầy, cho nên Diệp Thiên giật mới tạo thành cái váy khá là nhỏ như thế kia, không ngờ là vẫn rộng một chút, đã. Đã tốt lắm rồi. Cảm ơn chủ nhân. Lâm nhược nhược trục rè nói Dịp thiên giật Ngươi đừng gọi ta là chủ nhân Dịp thiên giật phóng thích phép tạo hóa Làm cho chiếc váy kia nhỏ lại một chút Bịch Sau đó Lâm nhược nhược quỳ xuống trước mặt dịp thiên giật Dịp thiên giật ngồi đó nhìn nàng Chủ nhân Người đã cứu nhược nhược Nếu như không có người Nhược nhược không biết phải làm như thế nào Mà ngay từ đầu nhược nhược lại nghĩ Chủ nhân cũng giống như những kẻ khác Xin lỗi người nước mắt của nàng rơi xuống đất. Hai dịp diệp thiên giật không biết phải nói gì, hắn rất tệ vụ an ủi phụ nữ. Không sao. Diệp thiên giật nói. Lâm nhược nhược lau lau nước mắt, nói, chủ nhân vũ đã hủy khế ước rồi, thế nhưng sự thật là chủ nhân đã cứu nhược nhược, mua nhược nhược cũng là sự thật, thế nên nhược nhược sẽ không rời khỏi chủ nhân. Nhược nhược sẽ đi theo chủ nhân, hầu hạ chủ nhân, nghe lời chủ nhân. Ừm. Diệp Thiên Vật cũng không phản đối. Thế nhưng trong lòng Diệp Thiên Vật hiểu rõ chuyện này sẽ như thế nào. Trước tiên cứ đứng lên đã. Diệp Thiên Vật nói. Nhưng còn không đứng lên ta sẽ đánh ngươi. Lâm Nhược Nhược. Sau đó nàng chậm chậm đứng dậy. Còn nữa, sau này ngươi không được gọi ta là chủ nhân. Nhưng nhưng mà người chính là Diệp Thiên Vật cắt ngang lời nàng nói gọi cậu chủ vẫn tốt hơn nghe thật kỳ cục vâng chủ cậu chủ ăn một ít gì đi sau đó diệp thiên dật ngồi đó xem một số tư liệu về minh giới dù sao thì diệp thiên dật cũng không vội rời đi hắn biết một khi rời đi sẽ xảy ra chuyện không hay khẳng định có người sẽ ra tay động thủ vậy cũng không cần vội diệp thiên dật không muốn trực tiếp đối đầu với họ trong lúc này không nhất thiết giết người cướp của hay gì đều là chuyện rất bình thường. Diệp Thiên Dật không thiếu minh thần điểm, nên cũng không cần phải giết những tên đó để lấy minh thần điểm, thay vào đó, Diệp Thiên Dật cảm thấy những thứ trong hệ thống càng đáng giá hơn. Lâm Nhược Nhược ngồi trước mặt Diệp Thiên Dật không lên tiếng. Nàng chỉ dám lén lút nhìn Diệp Thiên Dật một cách rụt rè. Đẹp trai quá, thật đẹp trai. Quan trọng là Diệp Thiên Dật lại lương thiện như vậy, nên thiện cảm của nàng dành cho Diệp Thiên Dật đã tăng lên rất nhiều. Khi nàng tuyệt vọng lại tìm thấy nhiều hy vọng như thế. Sau này, vẫn sẽ tốt chứ, về sau cứ ổn định hầu hạ cậu chủ, chắc cũng không sao đâu nhỉ, nó tốt hơn 10. Không 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 lần so với những gì nàng tưởng tượng phải không, thậm chí, cậu chủ còn nói. Sẽ cho nàng một ít minh thần điểm và cho nàng tự do. Nhưng nàng không muốn điều đó, nàng chỉ muốn ở cạnh hắn như lúc này, đó cũng là điều nên làm về phần báo ơn nàng không biết bản thân có tư cách gì để mà đền đáp thật sự không biết cậu chủ một lúc sau lâm nhược nhược khẽ lên tiếng sau đó vươn tay một chút đưa cho diệp thiên giật một cái đĩa trong đó có một ít hạt dưa và hoa quả mà nàng đã bóc vỏ ngón tay lột vỏ đều đã đỏ bừng lên diệp thiên giật nhìn nàng nàng cúi đầu sau đó diệp thiên giật chìa tay ra nhận lấy cùng ăn chung đi a à, không cần đâu nhược nhược tự mình bóc diệp thiên giật gật đầu cũng không nói gì tiếp tục đọc tài liệu về minh giới hóa ra bác trọng thiên và cửu trọng thiên còn có những hạn chế này diệp thiên giật thực sự cảm thấy hơi lo âu sau khi nhìn thấy những điều này ở minh giới này nó thực sự là một nơi phân tầng giai cấp thật sự rất rõ rệt thực tế mỗi ngày đều cảm thấy như một đại lục độc lập tuy diệp thiên giật chưa học được rất nhiều thứ chỉ là một hành trình đơn giản, nhưng Diệp Thiên Dật cũng biết mỗi một tầng đều là vô cùng rộng lớn, Diệp Thiên Dật cũng chỉ có thể nhìn thấy phần nổi của tảng băng chìm, về phần bát trọng thiên và cửu trọng thiên, muốn đi lên không chỉ cần minh thần điểm. Diệp Thiên Dật có đủ minh thần điểm rồi nhưng vẫn không được. Nhưng mà, không cần đi bát trọng thiên, cửu trọng thiên, Diệp Thiên Dật cảm thấy đến được thất trọng thiên là đủ rồi, dù sao hắn chỉ cần tiến bộ ở đây là được rồi, cộc cộc cộc, đúng lúc này cửa phòng riêng của Diệp Thiên Dật bị gõ vang lên. Tiếng gõ cửa khiến thân thể mềm mại của Lâm Nhược Nhược ngồi ở đó đột nhiên run rẩy. Nàng nhát gan, còn có chuyện từng trải qua khiến nàng đặc biệt nhát gan, nhưng mà có thể hiểu. Không sao đâu. Diệp Thiên Dật nói một tiếng để an ủi nàng, sau đó lạnh lùng nói, vào đi. Diệp Thiên Dật cho rằng hoặc là người của hội trường đấu giá, hoặc có thể chính là người của thế lực nào đó, cửa phòng bị đẩy ra, Người đầu tiên đi vào mặc một váy màu xanh, đeo mạng che mặt, khí chất vô cùng tuyệt vời, trái lại khiến mắt Diệp Thiên giật sáng lên. Đây chắc được tính là cô gái đầu tiên có loại khí chất này hắn gặp được ở Minh giới. Một thiếu nữ đi theo đằng sau nàng, có lẽ là thị nữ của nàng, phía sau còn có một vị lão giả, lão giả này cũng đi vào theo. Thiếu chủ, người của Linh Lung Hải tiến vào phòng riêng của tên kia rồi. Tin tức này cũng rất nhanh bị những người theo dõi Diệp Thiên Dật trong bóng tối biết được. Lam Băng Tâm sao? Vâng. Ha. Hoàng Trường An cười lạnh một tiếng, nói, "Không sao, Lam Băng Tâm này chẳng qua là muốn viên huyết thần thạch kia mà thôi." Nàng không thể nào biết, tên nhóc kia chính là người đấu giá huyết thần thạch, mà một điều rất rõ ràng, hắn lấy ra 5 viên huyết thần thạch đấu giá, vậy hắn chắc chắn còn giữ lại huyết thần thạch, ít nhất cũng bằng số lượng đã lấy ra vì vậy, thật ra cho dù viên này bị Lam băng tâm lấy đi rồi, hoặc là dùng tiền mua đi, thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Giết người kia mới là quan trọng, có thể lấy được nhiều đồ hơn. Người của thiên vực thương khung bên kia cũng cho rằng như vậy, bọn họ cảm thấy không có chuyện gì, không sao cả. Chỉ là, điều bọn họ biết ít hơn so với người của thiên hoàng cung, bởi vì người có thể nói cho bọn họ tin tức này, đã bị người của thiên hoàng cung giết rồi trong phòng riêng các người là diệp thiên vật quả thật không biết bọn họ là ai tự giới thiệu ta là lam băng tâm của linh lung hải diệp thiên vật bỗng nhiên tỉnh ngộ bản thân hắn không biết linh lung hải là gì nhưng bởi vì một số bước của hội trường đấu giá diệp thiên vật nghe rõ ràng thảo luận của người xung quanh vì vậy cô gái này là ai diệp thiên vật cũng biết thì ra là vậy có chuyện gì sao diệp thiên vật hỏi lam băng tâm nhìn lâm nhược nhược đứng ở đó không biết nên làm như nào mới tốt nhìn có vẻ hình như tạm được nhìn nàng có vẻ sẽ sống không tồi chỉ là nói nàng chắc chắn sẽ trở thành nha hoàng làm ấm giường trên giường người đàn ông này không thoát được hễ là đi theo một người đàn ông chắc chắn sẽ không thoát được điều này nhưng mà có cách gì chứ đây là điều không thể thay đổi chỉ cần có thể đối xử với nàng hơi tốt một chút đã được tính là vạn hạnh trong bất hạnh rồi có chút chuyện, hy vọng chúng ta có thể nói chuyện riêng. Khuyết thần thạch. Diệp Thiên giật hỏi. Không. Lam băng tâm lắc lắc đầu. Việc này trái lại khiến Diệp Thiên giật rất kinh ngạc. Không phải vì khuyết thần thạch. Vậy còn có thể là vì cái gì chứ? Diệp Thiên giật nhìn lâm nhược nhược, nàng hiểu ý, sau đó hơi cúi người rồi đi ra, đã đi đến cửa. Các ngươi cũng ra ngoài trước đi lam băng tâm nói với nha hoàng của nàng và lão giả kia cô chủ lão giả kia nhắc nhở một tiếng từng không sao được sau đó bọn họ cũng đi ra ngoài trong phòng chỉ còn lại hai người lam băng tâm và dịp thiên dật mời lam cô nương nói dịp thiên dật vào thẳng vấn đề chính cho dù cô gái này rất tuyệt có thể nói là siêu cấp siêu cấp xinh đẹp nhưng dịp thiên dật cũng không hứng thú ở minh giới này diệp thiên dật không muốn nảy sinh ra quan hệ quá sâu với bất kỳ người nào hắn sẽ rất khó chịu ngươi không giới thiệu qua bản thân một chút sao lam băng tâm hỏi không phải nàng để ý cái này cái nàng để ý không phải cái này mà cái nàng để ý là nàng còn không biết thân phận người này rốt cuộc là gì có những chuyện nàng không tiện nói ra vì vậy nàng muốn hỏi thử xem có thể biết hắn là ai hay không diệp thiên dật Diệp Thiên Giật nói. Chưa từng nghe nói. Có thể nói cụ thể hơn không? Bởi vì chuyện tiếp theo chúng ta nói có thể. Ngươi sẽ vô cùng hứng thú. Diệp Thiên Giật. Ồ, thứ gì vậy, nàng biết mình như thế nào? Còn có thể nói mình sẽ vô cùng hứng thú, ngươi chắc chắn. Diệp Thiên Giật hỏi. Chắc chắn. Nàng gật gật đầu. Sau đó Diệp Thiên Giật hỏi, ngươi muốn ta nói cái gì? thân phận của ta ta chỉ có thể nói một mình ta một mình sao lam băng tâm hơi hơi trầm ngâm nàng không thể chắc chắn diệp thiên dật nói là thật hay giả thật sự không có cách xác định vì vậy có những chuyện nàng cũng không thể nói tuyệt đối như vậy ngươi chắc chắn rất hứng thú với linh hồn pháp tắc diệp thiên dật chết tiệt nàng đến vì linh hồn pháp tắc hay là thật ra chỉ là vì nghĩ biện pháp muốn cuộn giấy da dê kia của mình đó là tất nhiên pháp tắc ai không hứng thú chứ không hứng thú ta sẽ đấu giá cuộn giấy da dê này sao diệp thiên vật mỉm cười nói lam băng tâm ngồi xuống nhìn diệp thiên vật nói vậy có lẽ ngươi cũng biết minh thần điện có một tấm chứ diệp thiên vật gật gật đầu hai tấm còn lại thì không ai biết vì vậy trong tay ngươi hẳn là cũng có một tấm diệp thiên vật nhìn nàng Tại sao hỏi như vậy? Liều lĩnh trở mặt với Thiên Hoàng cung cũng muốn đấu giá cuộn giấy da dê này, đồng thời trong lòng cũng rõ ràng, thứ này ở trong tay các hạ, chắc chắn sẽ dẫn đến ám sát của một số người, nhưng ngươi vẫn đấu giá, không chỉ là ta, mọi người đều sẽ có cách nghĩ này, đó chính là trong tay các hạ cũng có một tấm, vì vậy mới nghĩ cách, thậm chí Liều lĩnh với nguy cơ lớn như vậy để đấu giá tấm này. Diệp Thiên Dật. Có gì nói nấy nàng nói hình như cũng rất có lý nhưng thật ra thật sự không phải dùng logic bình thường bọn họ nghĩ đều không có vấn đề gì hơn nữa logic vô cùng ăn khớp nhưng diệp thiên dật chính là một người không làm việc theo lẽ thường vậy đấy vì vậy lam cô nương muốn nói gì diệp thiên dật hỏi ta muốn nói có lẽ chúng ta có thể hợp tác ồ diệp thiên dật nhíu mày cuộn giấy da dê thứ tư ta có một ít manh mối nàng đương nhiên không thể nói rõ với Diệp Thiên Dật là tấm thứ tư đang nằm trong tay mình, nàng không thể nào nói, trừ phi nàng tuyệt đối tin tưởng Diệp Thiên Dật, nhưng chuyện này là không thể. Diệp Thiên Dật Nói như vậy, thật ra ba miếng trong bốn miếng đều. Nhưng Cũng không có tác dụng. Đáng tiếc Diệp Thiên Dật nói Đáng tiếc cái gì? Lam băng tâm hỏi Diệp Thiên Dật Đáng tiếc là, trên người ta quả thật không có cuộn giấy da dê thứ ba. Diệp Thiên Giật nói. Hả? Mắt Lam băng tâm nhìn Diệp Thiên Giật. Nàng cảm thấy lời nói của hắn thật khó tin. Nhưng, nghĩ cẩn thận, nếu như hắn thật sự có hai tấm, biết nàng có một tấm, biết Minh Thần Điện có một tấm, vậy thì đủ cả rồi, chuyện này chỉ có bọn họ biết, theo lý hắn sẽ nói, lẽ nào? Hắn cảnh giác như vậy. Cảm thấy mình đang thăm dò hắn, đúng, hắn chính là cảm giác mình đang thăm dò hắn, bởi vì, ở trong góc nhìn người khác, mặc dù nàng đã nói có thể hợp tác, hỏi hắn có tấm thứ ba không, hắn hoàn toàn có thể hiểu là nàng đang thăm dò hắn, nếu như hắn nói có, hoàn toàn có một khả năng chính là sẽ bị giết. Sau đó nàng hoàn toàn có thể cướp đi hai tấm của hắn. Nàng có thể hiểu. Sau đó Lam băng tâm nói, anh Diệp, ta cũng không biết nên nói với ngươi như nào, ta chỉ có thể nói, ta không có âm mưu khác, chuyện này, cả thiên hạ chỉ có ngươi và ta biết, tấm thứ tư này ta biết, ngay cả cha mẹ ta bọn họ cũng không biết. Dịp thiên giật Lam cô nương, ta không vì lo lắng cái gì mà lừa ngươi, ta thật sự không có cuộn giấy da dê thứ ba, nếu như ta có, ta cũng hy vọng có thể đi tìm kiếm linh hồn phát tắc cùng ngươi, đáng tiếc, ta thật sự không có. Dịp thiên giật nhúng nhúng vai Lam băng tâm nhíu chặt mày lẽ nào là thật không không chắc chắn ngươi nhìn đi ta đến cả mấy thế lực thiên hoàng cung thiên vực thương khung cũng dám trêu vào đều có thể không cho bọn họ mặt mũi ta cần kiên sợ ngươi sao ta thật sự không có cuộn giấy da dê lam băng tâm nhưng hình như hắn nói cũng có lý nhưng hình như cũng không thể tin hoàn toàn vậy được thôi Diệp thiên vật đã nói như vậy rồi lam băng tâm cũng không thể nói gì chúng ta giữ lại một cách liên lạc, thế nào? Lam băng tâm hỏi. Không có cách liên lạc. Diệp thiên giật lắc lắc đầu. Nàng nhíu mày. Diệp thiên giật thật sự không có, hắn không làm. Như vậy sao? Sau đó Diệp thiên giật nói, ngươi cho ta cách liên lạc của ngươi đi, cái này ngươi cầm lấy. Sau đó Diệp thiên giật đặt cuộn giấy da dê này lên bàn. Ngươi đây là ý gì? Diệp thiên giật nói, ý là, ta thật sự không có cuộn giấy da dê khác, ngươi cầm lấy đi, nếu như có một ngày ta có thể tìm thấy tấm thứ tư, ta sẽ liên lạc với ngươi, nếu như không tìm thấy, thì ngươi cứ cầm đi. Bởi vì Diệp Thiên giật nghĩ một lát, thật ra bây giờ chỉ thiếu một tấm, tấm này ở trong tay mình cũng không có ý nghĩa gì, lỡ như có thể gặp được thì sao? Nếu như không gặp được, một tháng Diệp Thiên Dật đã phải rời khỏi rồi, hắn cũng không có cách gì. Hiểu rồi. Lam Băng Tâm cũng không từ chối, sau đó một cổ sương mù đen bay vào trong vòng tay minh thần của Diệp Thiên Dật. Đây là minh thần điểm đấu giá của cuộn giấy da dê này, ngươi hãy nhận lấy. Diệp Thiên Dật cũng không từ chối. Đây là cách liên lạc của ta. Sau đó nàng viết một tờ giấy đưa cho Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật nhận lấy. Vậy chúng ta sau này gặp lại. Lam Băng Tâm muốn quay người, đột nhiên nhớ đến cái gì, sau đó nói với Diệp Thiên Dật ngươi cẩn thận một chút các thế lực lớn có lẽ sẽ ra tay với ngươi từng dịp thiên giật gật gật đầu sau này gặp lại nàng hơi hơi cúi người với dịp thiên giật sau đó đi ra ngoài lâm nhược nhược nhút nhát đi vào cậu chủ không sao ngươi ngồi nghỉ ngơi trước đi vâng cô chủ hắn không bán huyết thần thạch phải không lão giả hỏi lam băng tâm gật gật đầu từng thật ra nàng thậm chí không nhắc đến huyết thần thạch chỉ là thật không ngờ hắn lại cho mình cuộn giấy da dê này rồi không hiểu nổi thật sự không hiểu nổi bác phúc sai vài người bảo vệ hắn lam băng tâm nói hả lão giả kia hơi ngây ra cô chủ cô đang đùa sao bọn họ không ra tay với hắn đã là tận tình tận nghĩa rồi còn muốn giúp hắn cái này không Lam băng tâm lắc lắc đầu, bác cứ làm theo lời ta đi. Có thể đạt đến hiệu quả như thế nào, nàng cũng không biết. Chỉ là nàng cảm thấy, có thể giúp hắn một ít, cũng coi như là một chút tâm ý của mình. Nếu như đến mức có thể hoàn toàn giúp hắn, vậy cũng là không thể nào, nếu như chỉ là một thế lực muốn giết hắn thì nàng còn giúp được, nhưng, có thể trên mười mấy thế lực đều sẽ ra tay, vậy nàng cũng chỉ có thể giúp hắn một chút trong việc thu hút vài sự chú ý, để hắn có thể dễ chạy trốn hơn, nhưng mà, nhìn dáng vẻ của hắn hình như rất tự tin, có lẽ cũng sẽ không có trở ngại gì lớn, mà một bên khác, những người khác đều đang đợi dịp thiên giật rời khỏi đây, dù sao cũng không thể ra tay ở đây, mặc. Dù là ngũ trọng thiên, nhưng một khi truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của bọn họ, thời gian chậm chậm trôi qua. Kỳ lạ, người này vẫn chưa đi sao? Những người đó không nhìn thấy có người rời khỏi phòng riêng kia bọn họ còn chưa đi sao đã mấy tiếng rồi được ngươi đã nghĩ đến điều này không dám đi vậy tại sao lúc đó ngươi còn dám làm như vậy quả thật không được nữa thì chúng ta dùng không gian trực tiếp đưa bọn họ ra bên ngoài đi cứ đợi như vậy cũng không phải cách hay không được một khi dùng không gian mọi người đều biết bọn họ cũng có thể khóa điểm rơi đến lúc đó khó tránh khỏi lại là một trận hỗn chiến giữa các thế lực lớn chúng ta người của linh lung hải này cũng không đi xem ra không lấy được huyết thần thạch đến tay bọn họ cũng định ra tay rồi bọn họ lại đợi không được không đợi nữa ra tay đi sau đó người của thiên hoàng cung sử dụng sức mạnh không gian chuyển cả phòng riêng đến một điểm rơi nào đó mà bọn họ đã chuẩn bị xong hơn nữa điểm rơi này bọn họ đã thiết lập xong mai phục tất cả đều đã làm tốt chuẩn bị rồi ra đây đi đừng trốn nữa hoàng trường an hét một tiếng sau đó một ngọn lửa mạnh thổi qua đó cả phòng riêng trực tiếp nổ tung mà bên trong trừ mấy cái bàn và ghế dài ra không có người cái gì nhìn thấy cảnh này toàn bộ bọn họ đều sững sờ có chuyện gì vậy người đâu người đâu bao gồm cả người của những thế lực đằng sau khác đã giả trang xong đến bên này cũng không thấy người một đám sững sờ người đâu người đi đâu rồi cái gì? Chạy rồi. Làm sao có thể? Bọn họ làm sao có thể chạy được? Kỳ lạ, kỳ lạ quá, tại sao lại chạy rồi? Rõ ràng không giải phóng bất kỳ linh lực nào, rốt cuộc bọn họ chạy thế nào chứ? Mẹ nó. Hoàng Trường An cáo chửi một tiếng. Bọn họ đều bị chơi rồi, toàn bộ bọn họ bị gã khốn nạn kia chơi rồi, bọn họ cho rằng không có bất kỳ linh lực nào dao động thì chứng tỏ người không thể thông qua cách nào khác rời khỏi phòng riêng kia sự thật có lẽ cũng là như vậy nhưng không bọn họ chính là cứ như vậy biến mất không thấy nữa hơn nữa có thể đã rời khỏi đó từ rất sớm rồi mà bọn họ còn ở đó đợi ở đó âm mưu mẹ nó tiểu nhân một đám tiểu nhân tìm cho ta tìm cho ta phong tỏa ngũ trọng thiên xếp hàng kiểm tra người đi qua chỉ cần bọn họ còn có ở ngũ trọng thiên ta không tin không tìm được bọn họ. Trung Quy Minh giới này cũng là một thời đại khoa học kỹ thuật, tìm người đơn giản hơn gấp vạn lần so với thời đại không có khoa học kỹ thuật kia, mà giờ phút này, Diệp Thiên Dật đang cùng Lâm Nhược Nhược đi trên một con phố nào đó. Đúng, Diệp Thiên Dật sớm đã rời đi rồi, mà rời đi một cách im lặng, tự nhiên với sự trợ giúp của không gian, vậy tại sao bọn họ không cảm nhận được sức mạnh phóng thích nhỉ? Đừng quên, Diệp Thiên Dật có phép tạo hóa, cho hắn thời gian hắn có cái gì mà không làm được những thứ đơn giản dịp thiên vật dùng thời gian từng chút một đã sáng tạo ra lá chắn ngăn cản linh lực sau đó hắn mang lâm nhược nhược thoải mái rời đi giai đoạn này quả thực mất rất nhiều thời gian nhưng thời gian bọn họ đợi càng lâu hơn cậu chủ bọn họ sẽ không đuổi theo phải không lâm nhược nhược ở bên cạnh dịp thiên vật lo lắng hỏi bọn họ cũng quen biết được vài giờ rồi tuy lâm nhược nhược rất yếu đuối rất ít nói nhưng Diệp Thiên Dật vô cùng hoạt bát, vì vậy giao tiếp của bọn họ cũng ổn, không tính là quá ít. Thậm chí bây giờ Lâm Nhược Nhược có thể chủ động nói chuyện với Diệp Thiên Dật rồi. Có thể, dẫu sao chúng ta vẫn còn ở trong thành phố này, giám sát. Vân vân vẫn còn nhiều, bọn họ tìm đến cũng là điều bình thường. Diệp Thiên Dật nói. A, à, Lâm Nhược Nhược không nghĩ đến Diệp Thiên Dật lại trả lời như vậy. Vậy? Vậy cậu chủ không sợ sao? sợ chứ, nhưng ta có thể bỏ chạy. Diệp Thiên giật cười nói. Ồ, yên tâm đi, ta sẽ dẫn theo ngươi bỏ chạy. Diệp Thiên giật dẫn theo nàng đến một nhà hàng vô cùng sang trọng, sau đó gọi rất nhiều món ăn ngon. Hắn biết có để Lâm Nhược Nhược gọi món, nàng cũng không gọi, nên Diệp Thiên Dật cũng dứt khoát không hỏi nhiều. Đi theo ta, ngươi không cần phải cẩn trọng như vậy, tính tình của ta rất tốt, đồng thời không có quy tắc gì giống những người khác, Ngươi cứ thoải mái là được. Vâng. Vâng. Lâm Nhược Nhược vào vào góc áo, vẫn rất căng thẳng. Kể cho ta chuyện của ngươi đi." Diệp Thiên giật nhìn nàng nói. Nàng cũng coi như là người ngươi đầu tiên hắn gặp ở Minh giới này, hơn nữa nàng đáng thương và yếu đuối như vậy. "A." À, Lâm Nhược Nhược cắn cắn môi. Sau đó nàng nói câu chuyện của mình. Lâm Nhược Nhược là được cha mẹ nàng nhận nuôi đã nhận nuôi nàng từ lúc còn nhỏ xíu nàng không nhớ gì vào thời điểm đó là sau này cha mẹ nàng nói với nàng nàng được họ nhặt đem về một gia đình chỉ có ba người cuộc sống của bọn họ rất bình thường nhưng rất hạnh phúc ở ngũ trọng thiên bọn họ thuộc tầng lớp người nghèo nhưng vì họ tương đối ít nói đồng thời làm việc cần cù chăm chỉ cũng không làm gì phạm vi sinh sống rất nhỏ cũng không đi lung tung vì vậy cuộc sống của bọn họ luôn rất an toàn chỉ là sau khi Lâm Nhược Nhược lớn lên, nàng càng ngày càng xinh đẹp, xinh đẹp đến mức quá đáng. Sau đó cha mẹ nàng cảm thấy có một số nguy hiểm. Vì ở đây, con gái họ thật sự rất đặc biệt. Nếu ngươi có gia thế, vậy thì không có gì xảy ra, nhưng nếu ngươi không có chút gia thế thì dù có xinh đẹp, khi bị nhìn thấy, vậy thì hậu quả sẽ hiện ra rất rõ. Vì vậy, từ lúc nàng khoảng 13 tuổi, nàng căn bản không ra khỏi cửa, đối với nàng mà nói giao tiếp cùng với thế giới bên ngoài chính là chiếc sân nhỏ trong nhà đây là cha mẹ nàng vì để bảo vệ nàng nhưng mấy ngày trước nàng đã bị phát hiện có một người đàn ông đã uống rượu vô ý xông vào nhà đã nhìn thấy nàng lúc đó đã có chút lo lắng nhưng lại cứ nghĩ hắn uống say rồi chắc không sao nhưng ngày hôm sau hắn đã dẫn người đến nhà của nàng giết chết cha mẹ nàng sau đó trói nàng đem đi sau đó thì sao dịp thiên vật hỏi sau đó lâm nhược nhược đỏ mắt nghĩ đến cái chết của cha mẹ mình trong lòng nàng rất rất buồn sau đó gia tộc của hắn cảm thấy nhược nhược có thể có giá trị lớn cho nên mới mang nhược nhược đến phòng đấu giá là ta đã hại cha mẹ là ta hại chết họ lâm nhược nhược cúi đầu nước mắt của nàng bắt đầu rơi từng giọt trên bàn rõ ràng nhược nhược không phải con gái cha mẹ cha mẹ đã nuôi dưỡng dạy dỗ nhược 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 vẫn chưa vẫn chưa báo đáp họ lại còn hại chết cha mẹ lâm nhược nhược khóc nức nở dịp thiên dật cũng không ngăn cản nàng khóc thực sự mà nói dịp thiên dật cũng không biết dỗ con gái cô muốn trả thù không rất lâu sau dịp thiên dật hỏi một câu như thế ta lâm nhược nhược lau nước mắt Nhược nhược bây giờ chỉ muốn đi theo cậu chủ. Đợi sau này. Khát vọng của nàng không biết có thể thực hiện không, vì vậy nàng nói không ra tiếng. Cậu chủ. Nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Dật bằng đôi mắt đỏ hoe, sau đó đứng dậy và quỳ xuống trước mặt Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật. Sao lại quỳ xuống, cậu chủ, nhược nhược có chuyện này muôn khẩn cầu cậu chủ. Nói đi. Nhược nhược muốn mượn cậu chủ một chút minh thần điểm, không? Không nhiều. Mấy nghìn là được rồi. Diệp Thiên giật nhìn nàng. Làm gì? Lâm Nhược Nhược cắn môi nói, thi thể của cha mẹ còn ở nhà, chưa có ai chôn cất, Nhược Nhược muốn được chôn cất cha mẹ tử tế. Trong lòng Diệp Thiên giật thở dài một tiếng. Ừm, đứng lên đi. Cảm ơn cậu chủ, cảm ơn cậu chủ. Nước mắt Lâm Nhược Nhược lại rơi ra, cũng không biết là vì vui mừng hay là nghĩ đến chuyện buồn, có lẽ là cả hai. Đừng khóc nữa. Diệp Thiên Dật cũng không biết an ủi như thế nào. Vâng. Nàng lau nước mắt. Ăn xong cơm chúng ta sẽ đi. Ăn xong, tiếp theo là buổi chiều, Diệp Thiên Dật cũng không làm gì nên cùng Lâm Nhược Nhược đưa cha mẹ của nàng đi chôn cất. Diệp Thiên Dật đứng ở dưới cái cây ở phía sau hút thuốc, Lâm Nhược Nhược quỳ xuống ở kia cha, mẹ Lâm nhược nhược dập một lạy, hai mắt đều đỏ hoe. Là nhược nhược có lỗi với hai người, cha mẹ luôn nói, nhược nhược hạnh phúc vui vẻ là hai người đều vui, nhược nhược cũng như vậy. Cha mẹ vui nhược nhược cũng vui, vì ở trên thế giới này nhược nhược chỉ có cha mẹ là hai người thân thiết nhất. Nàng dùng lực lau nước mắt, nhưng... Nhưng bây giờ... Diệp Thiên Dật đứng ở đằng sau thở dài. Nói thật là, nếu sau một tháng mình rời đi, cô bé này, Diệp Thiên Dật vẫn thật sự không biết nên làm thế nào, cho dù để lại cho nàng nhiều minh thần điểm, e rằng nàng cũng rất khó để tồn tại. Cha, mẹ, mọi người yên tâm, Nhược Nhược đã tìm được một cậu chủ rất rất tốt, hắn rất tốt với Nhược Nhược, ta đoán nhất định là cha mẹ ở trên trời linh thiên đang bảo vệ Nhược Nhược. Cha mẹ yên tâm, sau này Nhược Nhược sẽ nghĩ cách trở nên lợi hại hơn để báo thù cho cha mẹ. Hai người không cần lo lắng cho Nhược Nhược. Nhược Nhược đi theo cậu chủ thật sự rất an tâm. Đã trôi qua khoảng 5 phút, Lâm Nhược Nhược đứng dậy một cách cuột cường, lau nước mắt nơi khóe mắt, sau đó xoay người đi đến chỗ Diệp Thiên vật "Cậu chủ, Nhược Nhược xong rồi." Diệp Thiên vật gật gật đầu, "Ừ, đi thôi, chúng ta đến nhà họ Vương." "Dạ." Lâm Nhược Nhược sững sờ. "Đi báo thù." Nói xong Diệp Thiên vật xoay người bước đi. Lâm Nhược Nhược ngốc nghếch nhìn hình bóng Diệp Thiên Dật, bỗng nhiên sống mũi cay cay. Nhà họ Vương làm rất tốt. Một cô gái nhặt về mà bán được 20 tỷ Minh thần điểm, chuyện này quả là đã thu hoạch bất ngờ. Ngươi làm vị trí gia chủ này rất tốt, rất có mắt nhìn người, lúc đầu lão phu để cho ngươi làm gia chủ nhà họ Vương quả thực rất đúng. Trong hoa viên phía sau của nhà họ Vương, một lão giả nói với một người đàn ông trung niên với vẻ tán thưởng mà người đàn ông trung niên này là gia chủ vương bình của nhà họ vương. Lão Tổ Tông, tâm nguyện duy nhất của ta chính là hy vọng nhà họ vương có thể càng thêm hưng thịnh, vì vậy ngươi cứ yên tâm đi, ta một lòng vì nhà họ vương, cũng nhất định sẽ phát triển nhà họ vương càng tốt mạnh hơn, lão giả gật gật đầu, ừ, rất tốt. Nhà họ vương giao vào tay ngươi lão phu rất yên tâm. Lão Tổ Tông ngươi bớt sầu, tên nhóc An Nhi kia thực ra cũng không có gì là không tốt, Trước đây bắt cô bé đó quả thực rất xinh đẹp, nếu không cũng không đấu giá được 20 tỷ, An Nhi còn nhỏ, đàn ông mà gặp được cô gái xinh đẹp như vậy động lòng cũng là điều bình thường, An Nhi có thể ý thức được những chuyện này, hắn cũng sẽ là một người kế thừa tốt trong tương lai." Vương Bình nói. "Ừ, An Nhi quả thực cũng là người có tài năng, tiếp tục chăm chỉ bồi dưỡng." Vương Bình gật gật đầu, "Vâng, xin nghe theo lời dạy bảo của lão tổ tông." Ừ, lão giả đó hài lòng gật gật đầu. Trải qua chuyện này, địa vị của nhà họ vương chúng ta lần nữa được nâng lên một cấp bậc tốt lắm. Sắp tới trở thành gia tộc lớn nhất dạ minh thành này rồi. Bọn họ dường như đã nhìn thấy một khung cảnh tốt đẹp hiện ra ở trước mặt. Trầm tuy nhiên vào lúc này, phía xa truyền đến tiếng ầm vang cực lớn. Chuyện gì vậy, bọn họ hai người nhìn nhau. Vậy mà có người lỗ mãn dám đến nhà họ vương gây sự. Tìm chết. Ánh mắt Vương Bình ngưng lại, sau đó phẫn nộ bước ra, sau khi Vương Bình bước ra, hắn hoàn toàn há to miệng, cửa lớn của nhà họ Vương bị phá hỏng rồi, chuyện này rất bình thường, nhưng chuyện khoa trương là trong sân lớn của nhà họ Vương có mấy người đang lẫn trốn, bọn họ có người đang lăn lóc trên mặt đất, có người đã chết rồi, sau đó ở phía xa một nhóm người nhà họ Vương đang nhìn chằm chằm người đến một cách đầy cảnh giác, không ai dám tiến về phía trước một bước. Thậm chí hắn tiến về phía trước một bước Toàn bộ những người đó tự động lùi lại một bước. Ở đằng xa, bên ngoài nhà họ Vương là một số người trong Dạ Minh Thành đang súng lại hóng chuyện. Mặc dù giết người là chuyện rất bình thường, nhưng trò vui này hiếm thấy, nhà họ Vương coi như không phải là gia tộc đẳng cấp, nhưng ở trong Dạ Minh Thành này cũng coi như là đại gia tộc đứng đầu, vậy mà có người một mình xông đến giết người nhà họ Vương, chuyện này quả thật là quá khoa trương rồi. Quái. Chuyện gì vậy? nhà họ vương chọc vào đại lão nào sao? Sao lại chỉ có một người đến đánh nhà họ vương, hình như không phải quá mạnh, khí thế này, tại sao mới là thiên thần cảnh? Hả? Chỉ có tu vi thiên thần cảnh sao? Chỉ là một thiên thần cảnh mà thôi, cũng dám đến nhà họ vương làm càng. Ở ngũ trọng thiên, thiên thần cảnh là cảnh giới khá thường gặp, tam hồn cảnh cũng khá nhiều, mà gia tộc giống nhà họ vương như thế này, tam hồn cảnh thực ra cũng có vài vị, vì vậy một thiên thần cảnh đến nhà họ vương, lúc đầu những người khác kinh ngạc chấn động, cảm giác có thể là cao thủ, nhưng hiện tại, chỉ là thiên thần cảnh. Đó không phải là đến tìm chết sao, một nhóm phế vật, chỉ mới một thiên thần cảnh mà các ngươi không dám tiến lên rồi sao? Vương Bình bước ra, mắng nhóm người kia. Gia chủ. Người này, thực lực có chút mạnh, một thiên thần cảnh ôm ngực, lau vết máu nơi khóe miệng bước đến bên Vương Bình nói ngươi thua rồi. Vương Bình nhìn liếc hắn. Một chiêu. Vương Bình bỗng dưng cau mày, cái gì? Chuyện này thực ra có chút khoa trương rồi. Người bên cạnh hắn gọi là Vương Thạch, hắn có tu vi thiên thần cảnh bát giai, bình thường nếu ngươi là thiên thần cảnh thập giai cũng không thể dễ dàng một chiêu đánh bại thiên thần cảnh bát giai, vậy mà hắn làm được, các hạ là ai? Vương Bình liếc nhìn Diệp Thiên Dật, cau mày hỏi. Vương An đâu? Diệp Thiên giật nhẹ nhàng hỏi một câu. Lẽ nào là con trai hắn khiêu khích ai đó sao? Vương Bình trong lòng lẩm bẩm. An Nhi không có ở nhà họ Vương, các hạ có chuyện gì không? Hà tất phải như vậy, chúng ta có thể bình tĩnh nhẹ nhàng nói chuyện. Tay của Vương Bình ở sau lưng làm một động tác nhỏ. Không biết các hạ và An Nhi có chuyện gì không? Vương Bình lại hỏi một tiếng. Cùng lúc đó, một cường giả ẩn sau lưng Diệp Thiên giật lúc giơ tay lên chuẩn bị đánh lén diệp thiên giật sau đó a a a a một tiếng kêu thảm truyền đến cánh tay giơ lên đó của hắn đã đứt ra máu me đầm đìa mọi người giao vương an ra nếu không chết diệp thiên giật nhìn chằm chằm phép hủy diệt lần nữa được phóng ra a lại là một âm thanh kêu thảm thiết những người đó tu vi không cao trực tiếp kêu thảm nằm trên đất kêu than Vương Bình cũng nhìn chằm chằm. Các hạ thật là hùng hổ dọa người. Các hạ đã như vậy không nói đến mặt tình cảm, vậy cũng đừng trách nhà họ Vương ta. Ra đây đi. Vài bóng dáng bước ra một cách dùng dập là tam hồn cảnh, giết hắn. Vâng. Vù sau đó bọn họ xông về phía Diệp Thiên Dật. Ở minh giới này, Diệp Thiên Dật cơ hồ có thể nói là làm mưa làm gió, bởi vì có những chuyện hắn có thể không cần lo lắng sẽ bị lốt mạnh gấp bội sau đó tà đế quyết tầng thứ ba quân lâm thiên hạt thiên dật được bao bọc bởi luồng khí vô cùng mạnh trong nháy mắt lộ ra một loại cảm giác quân lâm thiên hạ chân thực dường như những người khác ở trước mặt hắn giống cỏ rác có lẽ cảnh giới của dịp thiên dật không đạt được trình độ nghiền ép nhưng hắn đem lại cho mọi người cảm giác đè ép của loại khí thế này chính là như vậy vụ dịp thiên dật được nên đón trong thời gian ngắn bọn họ bị Diệp Thiên giật nhẹ nhàng giết chết chỉ với một chiêu, cái gì? Tất cả mọi người chết lặng. Thiên thần cảnh, chỉ một chiêu đã nhẹ nhàng giết Tam hồn cảnh, làm sao có thể? Vương Bình trừng mắt, chết. Diệp Thiên giật xông lên, lão tổ tông ơi. Vương Bình kinh sợ hét to. Y -y a, chán quá, chán quá. Ở bên này. Y Thất Nguyệt ngồi ở kia vừa ăn vừa uống rượu. Cũng khá ổn. Mặc dù rất chán, nhưng những ngày này nàng một khắc cũng không rời khỏi đây, muốn ăn gì thì chỉ cần gọi là học viện sẽ cho người giao đến, mặc dù tốn không ít tiền, nhưng cũng rất thoải mái, tự tại, chỉ có chút nhàm chán thôi. Sau đó, sự bất thường của Diệp Thiên Giật đã hấp dẫn sự chú ý của nàng. Bởi vì đây là thể xác, linh hồn mất đi, linh hồn ngươi cho dù thế nào, thể xác cũng sẽ không có phản ứng gì, vì vậy chỉ cần chú ý đèn hồn bên cạnh là được, nhưng vừa hay thể xác của Diệp Thiên Dật đã xuất hiện phản ứng một lực lượng màu đen quấn quanh cơ thể hắn. Đệt! Y thất nguyệt ngay lập tức vụt đến bên cạnh Diệp Thiên Dật, lông mày cau lại nhìn Diệp Thiên Dật. Một lúc sau, nàng duỗi tay ra chạm vào luồng sức mạnh này. Y thất nguyệt có chút ngạc nhiên. Không, là vô cùng ngạc nhiên, luồng sức mạnh này. Nàng chạm vào luồng sức mạnh này, bây giờ, nàng có hai điều nghi ngờ cực lớn nhất, Diệp thiên vật này làm như thế nào có thể dùng linh hồn lôi kéo thể xác hơn nữa linh hồn này còn ở xa minh giới trời ạ à, khoa trương cỡ này nàng cũng chưa từng nghe nói qua nghi ngờ thứ hai đó chính là đây là thứ quỷ gì đây là lực lượng vô cùng rõ ràng nhưng y thất nguyệt không biết luồng sức mạnh này là gì luồng sức mạnh này nhìn có vẻ đặc biệt mạnh rất khoa trương chí ít cho nàng cảm giác tuyệt đối là sức mạnh đỉnh cấp nàng cũng hiểu tại sao Diệp Thiên Dật có thể mạnh như vậy, sức mạnh này có lẽ cũng là nguyên nhân rất quan trọng. Thật lòng không hiểu đó là sức mạnh gì. Tại thời điểm này, minh giới. Bịch với một âm thanh lớn, thi thể lão tổ tông của nhà họ vương từ trên trời rơi xuống mặt đất. Mọi người. Đúng vậy, tất cả mọi người đều nhìn ngây ngốc. Đây là lão tổ tông của nhà họ vương, hắn có thể không phải là tam hồn cảnh. Nhanh như vậy nhanh như vậy đã chết rồi lão tổ tông vương bình hét lên xong rồi trong lòng hắn đang tuyệt vọng cha người sao vậy lúc này một người đàn ông kéo theo một cô gái rất xinh đẹp từ cửa lớn bước vào sau đó đã nhìn thấy một khung cảnh như thế này diệp thiên giật quay đầu lại nhìn thấy người này tạch diệp thiên giật búng tay bịch sau đó vương an ngã trên mặt đất hoàn toàn ngưng thở an nhi vương bình hét lớn mà vương an đã bị phép hủy diệt của dịp thiên dật giết chết trong tức khắc không vương bình hét lên một tiếng ngươi nữa ngươi cũng đừng hét nữa dịp thiên dật lại búng tay một cái bịch vương bình ngã xuống đất sau đó dịp thiên dật biến mất ngay tại chỗ có người cũng biến mất trong đám đông đó là lâm nhược nhược đã cải trang dịp thiên dật ở ngũ trọng thiên này được coi như có thể làm mưa làm gió có điều đến lục trọng thiên chắc là giống với hạ vực của chúng thần chi vực nhỉ dịp thiên vật cũng không rõ hai người xuất hiện ở một nơi hoang vu bên ngoài cậu chủ lâm nhược nhược trực tiếp quỳ xuống trước mặt dịp thiên vật đứng lên đi nhược nhược đời này nhất định hầu hạ cậu chủ nàng rất hay khóc không nàng không thích khóc trên thế giới này có ai lại thích khóc có ai không thích cười chứ chỉ là nói tính cách nàng quá yếu mềm nội tâm của nàng quá mỏng manh yếu đuối lúc này có người xuất hiện kéo nàng cái kéo này cứ thế kéo đi nỗi trắc trở trong lòng nàng cũng được chữa lành lâm nhược nhược không hiểu tại sao trên thế giới này có người tốt như thế này nàng không có gì trả cho hắn nàng chỉ là một nô lệ hèn mọn hắn cũng hoàn toàn không có lý do và nghĩa vụ gì phải làm chuyện gì cho nàng nhưng bản thân cái gì cũng không có từ trước đến nay chỉ có hắn giúp đỡ nàng lâm nhược nhược thật sự không rõ trên thế giới này tại sao có người tốt như vậy ngoài cha mẹ hoàn toàn không có lý do tốt được rồi diệp thiên giật xoa tóc nàng sau đó kéo nàng đứng dậy cậu chủ diệp thiên giật nhìn nàng nói trên thế giới này bất kỳ ai đối tốt với mình đều không bằng tự đối tối với chính mình sau này còn có rất nhiều điều ngươi cần phải tự mình tìm hiểu nhược nhược sẽ cố gắng diệp thiên giật gật gật đầu đi thôi chúng ta đi lục trọng thiên cái gì hắn còn dám xuất hiện ở phía bên kia những người ở lại của thế lực lớn nghe đến tin này đều ngơ ngác điên rồi chúng ta đang liều mạng tìm hắn người này vậy mà dám công khai xuất hiện ở trong dạ minh thành giết người hắn thật không xem chúng ta ra gì đồ khốn nạn thật sự là đồ khốn nạn bọn họ cảm thấy bản thân đang chịu sự sỉ nhục không cần lo lắng hoàng trường an bước qua đúng vậy hắn còn ở ngũ trọng thiên nghĩ theo chiếu hướng tốt đẹp đi thứ nhất cảnh giới của hắn chỉ có thiên thần cảnh mà thôi thứ hai hắn chắc chắn vẫn còn ở ngũ trọng thiên bên cạnh còn mang theo gánh nặng người như vậy hắn không chết thì ai chết truyền mệnh lệnh cho ta thông báo cho tứ trọng thiên và lục trọng thiên canh gác nghiêm ngặt cửa ra vào đặc biệt chú ý một nhóm một nam một nữ, bọn họ chắc chắn sẽ cải trang, tìm cho ta những bậc thầy cải trang đi canh gác. Vâng. Ở một phía khác, Diệp Thiên Dật dẫn theo Lâm Nhược Nhược đã đến gần trụ thông thiên đi lục trọng thiên, người đi ra vào rất nhiều, dẫu sao toàn bộ ngũ trọng thiên thông tới lục trọng thiên, chỉ có một cái cửa ra vào này, một tầng có mấy đế quốc, vậy phải có bao nhiêu người chứ? Coi như tỷ lệ ra vào ít, thì cũng đã là con số rất lớn rồi. Cậu chủ, có người đang xếp hàng kiểm tra lâm nhược nhược ở bên cạnh dịp thiên dật nói dịp thiên dật gật gật đoày cũng là việc dĩ nhiên đi ta dẫn ngươi đi cải trang dịp thiên dật đoán được cải trang chắc chắn nguy hiểm nhưng thuật cải trang của dịp thiên dật không hề tâm thường ở đây linh vật thiên địa dược liệu gì có thể không giống với bên ngoài dịp thiên dật không rõ lắm nhưng cải trang thì không cần hạn chế lớn như vậy được rồi tại một con hẻm nhỏ Diệp Thiên Dật buông Lâm Nhược Nhược ra. Lâm Nhược Nhược chớp chớp mắt nhìn mình trong gương, hì hì. Quá xấu. Nàng nhìn mình. Chính mình bây giờ xoay người đã biến thành một ông chú có râu quai nón, nhưng rất giống. Chúng ta là một nam một nữ, vì vậy cho dù cải trang như thế nào, một nam một nữ sẽ gây sự chú ý của bọn họ, biến thành hai nam nhân là được. Nhưng Lâm Nhược Nhược chớp mắt nhìn Diệp Thiên Dật, hỏi: vậy nhỡ nhược nhược cần nói chuyện thì sao? Diệp Thiên Dật Diệp Thiên Dật lập tức đứng ngay người. a à, Lâm Nhược Nhược nhìn thấy biểu hiện của Diệp Thiên Dật còn cho rằng chính mình đã nói gì sai, lập tức cúi đầu nói, xin lỗi, xin lỗi, Nhược Nhược nói sai rồi. Không không không. Diệp Thiên Dật lắc lắc đoàn ngươi nói rất có lý. Là chính mình chưa cân nhắn đến. Hả? Lâm Nhược Nhược sững sờ một lúc. Diệp Thiên giật nghĩ một lúc, quả thực. Lâm Nhược nhược nữ cải trang nam coi như cải trang giống, nhưng giọng của nàng nhẹ nhàng ngọt ngào như vậy, ngay khi mở miệng thì đã lộ rồi, hơn nữa nàng là con gái, cách mà nàng bước đi cũng sẽ rất nữ tính, bây giờ làm nàng trông nam tính như vậy, nhìn qua là sẽ thấy kỳ lạ ngay. Đúng, là do mình cân nhắc không đến nơi. Chắc mình nên cải trang thành nữ, tốt hơn là bọn họ nên đóng giả thành hai nữ, nếu như vậy Lâm Nhược Nhược cũng sẽ không bị lộ, mà mình bên này cũng có thể khống chế được chính mình. Kể cả giọng nói, Diệp Thiên Dật cũng có thể biến được giọng nói của Lâm Nhược Nhược thành giọng nam, giọng điệu có thể thay đổi nhưng ngữ khí không thể thay đổi được, giọng nam nhẹ nhàng yếu đuối sao, vì vậy, câu này của Lâm Nhược Nhược rất quan trọng. Tiếp sau đó, Diệp Thiên Dật biến mình thành một mỹ nữ, phép tạo hóa đồng thời lại thêm thuộc dịch dung của mình, mà Lâm Nhược Nhược Diệp Thiên Dật chỉ là cho nàng thay đổi một chút hình dạng thôi. Chính là làm nàng không còn xinh đẹp quá như vậy, nhưng mà Diệp Thiên Dật lại biến mình thành rất xinh đẹp. Nhưng mà cũng không thể quá xinh đẹp đúng hay không, Diệp Thiên Dật nghĩ là, ừ, thế nhưng mà bản thân cùng Lâm Nhược Nhược đi lục trọng thiên đây, từ ngũ trọng thiên đi lục trọng thiên, cần minh thần điểm, hai người cần đến ba tỷ đây, có thể lấy ra điểm này, vậy hiển nhiên không phải người đơn giản đúng không? lựa chọn bề ngoài coi như xinh đẹp cũng hẳn là không có chuyện đúng không thế nào dịp thiên dật thay đổi giọng của mình cũng thành loại giọng có âm sắc giữa giọng thiếu nữ và giọng ngự tỷ ha ha cậu chủ lâm nhược nhược cố nén ý cười nè nè đừng cười hỏi ngươi thật đó cảm giác như thế nào cậu chủ giận lên trông thật đáng yêu vào giờ phút này lâm nhược nhược nhìn dịp thiên dật nói dịp thiên dật được rồi đi thôi ngươi chính là nha hoàng của ta vâng ta hiểu sau đó trong đầu dịp thiên giật nhớ tới cách đi của giao tịch bạch hàng tuyết hạ ngữ hàng các em gái này cũng xem như đi ra dáng rất nhanh hai người bọn họ đi tới thông thiên trụ thông hướng lục trọng thiên phía trước người cũng không ít đều xếp hàng ở nơi này nguyên một đám đi qua chỗ kiểm tra đi vào chào cô gái có thể làm quen được không một giọng nói đột nhiên từ đằng sau Diệp Thiên Dật truyền đến. Trong nháy mắt đó, Diệp Thiên Dật không có phản ứng gì, bởi vì Diệp Thiên Dật theo bản năng còn cho là mình là một anh chàng đẹp trai. Cô gái. Bóng dáng kia lại hô một tiếng. Diệp Thiên Dật vẫn là chưa kịp phản ứng đâu. "Cậu, cô chủ, hắn gọi ngươi." Lâm Nhược Nhược ngay từ đầu cũng không phản ứng kịp, nàng là khi hắn gọi đến tiếng thứ hai phản ứng lại. "Sao?" Diệp Thiên giật nhìn về phía Lâm Nhược Nhược. May mắn trước đó hắn đã biến giọng nói của mình thành giọng con gái, nếu không thì đã xảy ra chuyện rồi. Sau đó Diệp Thiên giật nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Hoàng Trường An kia. Ha ha, đậu xanh, còn là người quen nữa nha. Hoàng Trường An mỉm cười nhìn Diệp Thiên giật. Xinh đẹp, thật xinh đẹp, mặc dù không xinh đẹp như Lam Băng Tâm, còn có nữ nô lệ trước đó, nhưng mà cũng không kém bao nhiêu. Đúng, loại cấp bậc này, mặc dù không có tư cách làm vợ của hắn, nhưng cũng tuyệt đối dư sức làm tiểu thiếp. Hơn nữa, thật rất có cảm giác nha, mấu chốt nhất là, con mẹ nó, cô em này thật cao quá, phải đến 1m8 đâu, chân dài này. Ôi má ơi, người đẹp chân dài 1m8, cái này ai chịu nổi, yêu yêu. Chỉ là, nhưng mà, thân phận hắn Hoàng Trường An tương đối đặc thù, hắn không thể cưỡng ép đi ép buộc một người con gái đây cũng là thiên hoàng cung nghiêm cấm bằng sắc lệnh nhất là thân phận của hắn lại tương đối đặc thù vậy càng không được bởi vì một khi làm chút chuyện không tốt sẽ gây ra ảnh hưởng là rất lớn hơn nữa hiện tại cũng là ở trước mặt tất cả mọi người mấu chốt nhất là thật ra ép buộc cũng được nhưng mà suy nghĩ một chút ép buộc cũng chỉ một lần như vậy thực tình không cần thiết hơn nửa cô em gái này thật là cực phẩm nha chân quá dài luôn Diệp Thiên Dật đại khái rõ ràng trong lòng tên đần này đang nghĩ cái gì. Thật mấy cái tên ghê tởm. Nhưng mà, một suy nghĩ tà ác xuất hiện trong đầu Diệp Thiên Dật. Chào ngươi. Diệp Thiên Dật học những em gái ưu nhã xinh đẹp có lễ phép kia rướn người lên. Phúc, Lâm Nhược Nhược đang cưỡng ép nín cười. Quá buồn cười, thật quá buồn cười. Chính là vốn nên vô cùng căng thẳng, Lâm Nhược Nhược không biết đây là ai bởi vì lúc ấy nàng mặc dù ở đó, nhưng mà nàng không nhìn thấy người đấu gia bên dưới. Wow, Hoàng Trường An trong lòng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Âm thanh này, yêu rồi yêu rồi. Phải theo đuổi được nàng, phải dùng thủ đoạn đứng đắn theo đuổi, như thế mới lâu dài. Trong lòng Diệp Thiên Dật đã sắp tẩm đến ói ra rồi. Buồn nôn quá đi thôi. Nhưng mà, nghĩ đến kế hoạch của mình, Diệp Thiên Dật vẫn nhịn được ngươi muốn đi lục trọng thiên hoàng trường an miễn cười hỏi diệp thiên giật gật gật đầu đúng vậy nha ngươi cũng vậy sao ngươi không biết ta sao diệp thiên giật lắc đầu sau đó nói ta ta ngày bình thường ít giao du với bên ngoài cũng rất ít quan tâm đến chuyện ở bên ngoài cho nên nếu như ngươi rất nổi danh mà nói ta cũng không biết lắm mong ngươi lượng thứ ha 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 như vậy à không có việc gì Ta cũng chỉ là tùy tiện nói chuyện, vậy chứng minh ngươi là cô gái khuê cắt rồi. Diệp Thiên Giật lắc đầu, đã quá khen rồi. Sau đó Diệp Thiên Giật lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Lâm Nhược Nhược, nói, đây là Nhược Nhược, thị nữ của ta. Hoàng Trường An khẽ gật đầu, ừ, ta là Hoàng Trường An. Ta là Diệp Y Y, Diệp Thiên Giật nói đại một cái tên. Phốc phốc, Lâm Nhược Nhược kìm nén đến khó chịu. Diệp Y Y, cậu chủ thật là xấu xa tên dịu dàng như vậy cũng nghĩ ra được thì ra là cô diệp cô diệp chỉ có hai người đi lục trọng thiên sao nhưng lại thật lạ hai người phải tiêu ba tỷ nhất là còn có một người thị nữ đội hình như vậy đi lục trọng thiên có chút kỳ quái diệp thiên giật thở dài một hơi hai gia tộc gặp biến cố lớn người thân cũng chẳng còn ai ta chỉ có thể dùng số minh thần điểm mà gia tộc lưu lại mang theo nhược nhược đi lục trọng thiên cha nói chạy càng xa càng tốt có lẽ còn cần đi thất trọng thiên, tóm lại đi lục trọng thiên tránh họa trước đã. Hoàng Trường An đôi mắt đông lại. Cái gì? Ai làm? Cứ nói với ta, ta sẽ giúp ngươi. Diệp Thiên giật lắc đầu, không cần, cảm ơn hảo ý của ngươi, là việc nhà. Diệp Thiên giật nói xong hơi rướng người sau đó mang theo Lâm Nhược Nhược duyên dáng bước đi. Vẹ buồn nôn quá đi. Phía sau, Lam Băng Tâm cũng mang người đến nơi này chuẩn bị trở về sau đó nàng thấy bên này đang trấn giữ nghiêm ngặt không cần nghĩ liền biết vì sao lam băng tâm nhìn quanh bốn phía hắn ở đây lúc ấy diệp thiên dực không phát hiện tờ giấy ghi lại phương thức liên lạc mà lam băng tâm đứa cho diệp thiên dực kia có gắn máy giám sát máy giám sát này cực kỳ lợi hại là ở trong tờ giấy rất rất nhỏ nhưng có thể khóa chặt vị trí chính xác không vì cái gì khác không có mục đích đặc biệt gì Chính là đến bây giờ Lam Băng Tâm còn đang hoài nghi Diệp Thiên Dật có tấm thứ ba cuộn giấy da dê kia, coi như cho hắn phương thức liên lạc, nhưng mà cũng không an toàn, phương thức bảo đảm nhất còn. Có thể xác định vị trí của hắn, đồ vật ở trong những không gian của hắn, cho nên có thể đủ khóa chặt. Cô chủ, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Em gái bên cạnh hỏi. Không có việc gì, đi qua đi. Lam Băng Tâm lắc đầu, sau đó đi tới Hoàng Trường An cũng nhìn thấy Lam Băng Tâm đến đây. Đúng là Lam Băng Tâm xinh đẹp hơn, nhưng mà Diệp Y Y này cũng rất xinh đẹp nha, mấu chốt nhất là chân nàng thật dài. Cái này ai mà chịu nổi, hơn nữa Lam Băng Tâm còn không theo đuổi được, cho nên có mục tiêu mới, Hoàng Trường An quyết định từ bỏ Lam Băng Tâm, cũng nên từ bỏ, bởi vậy hắn cũng không biểu hiện hờ hững với Diệp Thiên Dật ở trước mặt Lam Băng Tâm. Cô Lam Hoàng Trường An chỉ mỉm cười lên tiếng chào. Bọn họ đều là cường giả, thiên tài của thế lực cao cấp, hai bên quen biết là rất bình thường, gặp mặt chào hỏi cũng bình thường. Biểu hiện càng ngày càng gần, Lam Băng Tâm ngẩng đầu. "Anh Hoàng." Lam Băng Tâm cũng là hơi cúi người bày tỏ lễ phép. "Ngươi định trở về sao?" Lam Băng Tâm gật gật đầu, "Đúng vậy. Anh Hoàng ở chỗ này là?" Hoàng Trường An cười cười, nói không có việc gì, cũng chuẩn bị đi về. Nàng biết rõ bên này rất nhiều người trong đó có thiên hoàng cung, đang chờ dịp thiên giật xuất hiện. Mà bản thân Hoàng Trường An cũng là tự mình chờ ở chỗ này. Hắn cảm thấy hắn đi lục trọng thiên khả năng càng lớn. Ừ, Lam băng tâm gật gật đầu, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Ngay ở phía trước, ngay ở phía trước, hắn ngay ở phía trước, rất gần, rất gần, hắn không bị phát hiện sao, không, có lẽ vẫn là chưa đến lượt, Sao, ngay ở 5 mét phía trước. Lam Băng Tâm dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Phía trước 5 mét chỉ có hai cô gái mà. Chẳng lẽ cậu Diệp giả gái cũng là thông minh ha. Không phải dịch dung đơn thuần, mà là giả gái, xác thực sẽ bỏ qua rất nhiều sự hoài nghi của bọn họ. Đến phiên Diệp Thiên Dật và Lâm Nhược Nhược giao tiền. Bây giờ Diệp Thiên Dật đang nghĩ, Hoàng Trường An này có thể thay hắn Ngọc Binh thần điểm không? nếu chút tiền này mà cũng không nở chi, vậy mẹ nó ngươi còn đòi đi tán gái, những người trấn giữ kia cũng ở cách đó không xa chú ý đến hai người, nhưng mà không nhìn ra sơ hở. Bao gồm những người được gọi là Đại sư Dịch Dung. Lần thứ nhất tiến vào lục trọng thiên, một người một. Năm tỷ minh thần điểm, tổng cộng ba tỷ, thì có thể mở ra tư cách tiến vào lục trọng thiên. Người trấn giữ là hai tên ăn mặc áo giáp, cực kỳ khôi ngô, đoán chừng cao hơn hai mét. Giọng nói lạnh lùng, tu vi của bọn bọ rất mạnh, Diệp Thiên dật gật gật đầu. Cô Diệp. Hoàng Trường An gọi một tiếng sau đó đi tới. Cô Diệp. Đằng sau Lam băng tâm hơi suy tư. Hắn gọi Diệp Thiên Dật, bây giờ cô gái này cũng họ Diệp, vậy phải chăng chính là hắn, hơn nữa, chiều cao này. Xác thực ít người con gái có được. Diệp Thiên Dật xoay đầu lại, Lam băng tâm thấy được. Cô, thật xinh đẹp, cậu dịp này cũng là thật không biết khiêm tốn nha, còn dịch dung thành cô gái xinh đẹp như vậy, nhưng mà bản thân hắn đã vô cùng đẹp trai, hắn dịch dung xinh đẹp cũng là đương nhiên, nền tảng bày ở nơi này. Diệp thiên giật cũng nhìn thấy Lam băng tâm. Không có việc gì, không có việc gì. Dù sao nàng cũng không biết cái gì. Đúng, mình bây giờ chính là con gái, mặc dù hơi buồn nôn, nhưng mà cũng có thể cho cuộc sống quá nhàm chán nhiều hơn một chút niềm vui. Minh thần điểm trong tay cô Diệp hẳn là cũng không phải rất nhiều. Trương lão. Hoàng Trường An nói một câu, một lão giả đi tới. Thiếu chủ. Ba tỷ minh thần điểm kia trả cho các nàng đi. Thiếu chủ, ngươi. Bớt nói nhảm, đưa. Hoàng Trường An tỏ ra rất hào phóng. Hắn tán một cô gái xinh đẹp như thế có lẽ vẫn là không có vấn đề gì, đối xử với nàng tốt là được, bây giờ là thời điểm trong lòng nàng đang cảm thấy mất mát nhất, cũng là thời điểm dễ dàng tán đổ nàng nhất, nhiều nhất ba ngày là ok la, dù sao hắn trở về cũng không có chuyện gì làm, chẳng bằng như vậy đi, hơn nữa bản thân hắn là vô cùng ưu việt, theo đuổi một người có thân phận địa vị kém hắn xa như vậy, bản thân hắn cũng rất có cảm giác ưu việt, hơn nữa cảm thấy nhất định sẽ thành công. Chỉ cần ngươi là con trai nhà giàu nhất, ngươi ở trước mặt bất kỳ em gái nào chẳng phải ưu việt sao, anh Hoàng không cần đâu. Diệp Thiên Dật vội vàng nói. Cô Diệp cũng không cần khách sáo với ta, cô Diệp vừa mới trải qua nỗi đau mất đi người nhà, người nhà đưa tất cả minh thần điểm cho ngươi, ngươi cũng không nên lãng phí, trương lão, mau đưa đi. Vâng. Lão giả kia cũng là bất đắc dĩ giao ra minh thần điểm. Cái này, ta biết nên báo đáp ngươi như thế nào đây? Diệp Thiên giật một bộ biểu lộ, cảm động đến rơi nước mắt. Phốt. Đằng sau, Lam Băng Tâm không nhịn được phát ra tiếng. "Cô chủ, làm sao vậy?" Khụ khụ. "Không, không có việc gì." Lam Băng Tâm lắc đầu, cưỡng ép nín cười. "Thật cay độc nha. Cô Diệp, ta hộ tống các ngươi đi Lục Trọng Thiên nhé." Diệp Thiên giật hơi cúi người. "Đại ân đại đức của ngươi, ta ghi nhớ trong lòng." Hoàng Trường An cười thầm trong lòng. Có câu nói này là thấy thơm rồi đó. Ba tỷ là con số không nhỏ, nhưng mà... Hắn suy nghĩ một chút, về sau hắn có thể giành được cô em cực phẩm này cả một đời đó. Đôi chân dài này cũng đáng giá quá rồi, đôi chân này quả thực vô địch, đến lúc đó xỏ tất vào. Đậu xanh rau má nhà nó. Wow, đối với một người có sở thích cuồng chân mà nói, tuyệt đối vô địch, mặc dù mặc quần, không mặc váy, không lộ ra cái gì, nhưng mà với chiều cao thế này, hắn đã có thể tưởng tượng đến thời khắc hạnh phúc ấy làm phiền rồi sau đó bọn họ cùng biến mất ở trong thông thiên trụ chúng ta đi làm băng tâm cũng bước nhanh đi theo soát sau đó trong nháy mắt mấy người dịp thiên vật xuất hiện ở lục trọng thiên điểm rơi xuống là hoàn toàn giống nhau lục trọng thiên điểm rơi của bọn họ là ở khu vực công chúng khu vực này rất hỗn loạn loại người gì cũng có cũng có người là chuyên môn ở chỗ này chờ người từ ngũ trọng thiên đi lên, sau đó nhìn tình huống quyết định có giết hay không. Rời đi nơi này có vô số phương hướng có thể đi, có thể đi đến đế quốc khác nhau, thành trì khác nhau, phía trước có không ít người, sự xuất hiện của nhóm người diệp thiên giật đưa tới sự chú ý của rất nhiều người. Mỹ nữ, còn có Hoàng Trường An này thoạt nhìn là người không đơn giản. Sau đó, còn có một lão giả đi theo Hoàng Trường An cùng đi đến bên này, còn có lam băng tâm và mấy người nàng mang theo bọn họ gần như là đồng thời xuất hiện hoàng trường an vừa quay đầu lại thấy được lam băng tâm cũng tới không có hoài nghi gì bởi vì nàng cũng phải trở về cửu trọng thiên mà bọn họ trở về cửu trọng thiên cũng phải trở về từng tầng từng tầng không thể trực tiếp đi thẳng lên được mà lam băng tâm nói như thế nào đây nàng thật sự không phải một người nhiều chuyện hoặc thích xem trò vui chủ yếu là người này quá đặc thù hơn nữa chuyện này rất thú vị mà đối tượng lại còn là hoàng trường an nàng rõ ràng hoàng trường an là ai cho nên nàng cảm thấy hơi hứng thú muốn xem thử sau đó sẽ phát sinh chuyện gì nhưng mà nàng cảm giác nội dung cốt truyện bình thường hẳn là dịp thiên giật tìm cơ hội bỏ chạy nhưng mà dịp thiên giật lại không làm vậy đây chính là cửu trọng thiên thiên hoàng cung thiếu chủ đó đồ vật có thể có được từ trong tay hắn nhiều lắm nha hơi lừa gạt một chút Vậy hành trình ở minh giới này cũng sẽ không cần cố gắng nhiều nữa rồi. Cho nên, Diệp Thiên Dật muốn để cho hắn cảm thụ một chút cái gì gọi là dùng nữ sắc lừa tiền. Cái gì gọi là xã hội hiểm ác. Cô Lam, ngươi đây là muốn trở về có đúng không? Trước tiên Hoàng Trường An tìm Lam Băng Tâm hỏi một câu. Đúng vậy. Lam Băng Tâm khẽ gật đầu, sau đó dừng một chút, nói, anh Hoàng không trở về sao? Ha ha ha. Hoàng Trường An cười cười, nói, ta thì chưa trở về. Lục trọng thiên này có cái gì rất thú vị sao? Lam băng tâm giả vờ hỏi. Ách! Hắn có thể nói là vì tán, gái, sao? Hoàng Trường An khẳng định không thể nói mình vì tán gái chứ. Nhưng mà đây, trong lòng của hắn rõ ràng, người khác biết hắn là vì tán gái, người khác trong lòng rõ ràng, cho nên hắn cũng sẽ không cần che giấu gì, huống chi, hiện tại đúng là bởi vì nhìn thấy, Diệp Y Y, Hoàng Trường An đã từ bỏ Lam Băng Tâm. Nếu như cho hắn một lựa chọn, Hoàng Trường An khẳng định lựa chọn Lam Băng Tâm, nhưng mà ông trời lại không cho hắn có quyền lựa chọn, Lam Băng Tâm không cho hắn cảm giác được một tia cơ hội, vậy cần gì phải vì nàng mà từ bỏ nữ thần có đôi chân dài trước mắt. Huống chi, bản thân cũng đã tiêu ba tỷ minh thần điểm cho cô nàng này rồi. Sau đó Hoàng Trường An khẽ cười nói, Lục Trọng Thiên được xưng là địa phương lãng mạn nhất, lục trọng thiên này có nhiều phong cảnh xinh đẹp nhất ta mặc dù sinh ra ở cửu trọng thiên nhiều năm như vậy còn chưa có một lần đi tới lục trọng thiên xem thử thật là hơi đáng tiếc cho nên nhân cơ hội lần này dự định đi ngắm cảnh một lần không chỉ là lục trọng thiên còn có thất trọng thiên nếu có thời gian đều đi xem thử cái này không phải đã tìm được cớ sao lam băng tâm hơi trầm ngâm một tiếng như vậy sao lục trọng thiên đẹp như thế à cô lam không biết ư hoàng trường an hỏi lam băng tâm lắc đầu ta không hiểu rõ về những cái này lắm nếu đã như vậy vậy ta cũng ở nơi đây chơi một chút vậy cáo từ ta đi trước ồ vậy chúng ta có thể cùng đi bên cạnh nha hoàng của lam băng tâm đột nhiên mở miệng nói lam băng tâm cau mày lại nói không cần bọn họ có chuyện của bọn họ cùng đi không tiện lắm hoàng trường an cái này đúng vậy cho tới bây giờ hắn cũng không nghĩ đến mọi người có thể cùng đi. Bởi vì Lam băng tâm thì sẽ không đồng ý cùng nhau, cho nên bây giờ, Lam băng tâm trả lời như vậy cũng không có gì khó hiểu, nhưng mà, bây giờ, nhà hoàng của Lam băng tâm đều cho cơ hội, đều nói như vậy rồi, mặc dù Lam băng tâm từ chối, thế nhưng mà hắn có thể thuận nước đẩy thuyền đi. Mặc dù mục tiêu bây giờ của hắn là nữ thần có đôi chân dài bên cạnh, nhưng mà, đây là cơ hội cực kỳ hiếm thấy có thể đi cùng Lam băng tâm, hắn không theo đuổi Lam băng tâm trước, mà trước hết để cho Lam băng tâm nhìn thấy nhân cách mị lực của bản thân, không phải cũng là rất tốt sao, mà Diệp Thiên Dật. Hắn khó chịu đi, Lam băng tâm này không phải là loại người lãnh ngạo, lạnh lẽo cô quạng băng sơn tiểu tỷ tỷ sao, làm sao vậy mà cho loại cơ hội này, mà Lam băng tâm chính là vì xem trò vui nha. Vậy, Lam băng tâm trầm ngâm một tiếng cũng không biết nên đi chỗ nào vậy vừa vặn hoàng trường an cười cười nói trương lão hết sức quen thuộc lục trọng thiên bởi vì trương lão chính là từ lục trọng thiên từng bước một đi đến cửu trọng thiên có thể để cho trương lão dẫn chúng ta đi xác thực mỗi ngày cường độ tu luyện cao thỉnh thoảng trầm tĩnh lại đi một vòng cũng là cực tốt buông lỏng một chút mà cô lam vừa vặn cũng có thể ngắm nhìn phong cảnh xinh đẹp thưởng thức một chút cảnh sắc xinh đẹp nơi này Hoàng Trường An cũng không hoài nghi gì, bởi vì con gái mà, đều thích những nơi xinh đẹp lãng mạn, không phải rất bình thường sao, cô chủ, Tiểu Ngọc có thể chụp thật nhiều thật nhiều hình cho người. Nhà hoàng bên cạnh vui vẻ nói. Lam băng tâm hơi lắc đầu, không cần, xem một chút phong cảnh là được rồi, ta không thích chụp ảnh. Được. Diệp thiên giật. Không phải chứ, cô em này có ý gì đây, mặc dù Diệp thiên giật không hiểu rõ nàng, nhưng mà nàng không phải là loại người này chứ. Chẳng lẽ, nàng là thật cảm thấy rất hứng thú với mấy nơi lãng mạn xinh đẹp này? Hay là, nàng có hảo cảm đối với Hoàng Trường An này, cái sau trực tiếp pass đi, vậy chính là cái trước, bởi vì quả thật có khả năng. Cũng không đến mức, tất cả mọi người cũng nhìn không ra bản thân dịch dung, mà lại bị nàng nhìn ra chứ, sau đó vì xem kịch nên mới đi theo. Không đến mức ấy đâu, không đến mức. Cô Diệp. Hoàng Trường An gọi Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật còn đang suy nghĩ linh tinh, cách hai giây mới phản ứng tới. Anh Hoàng. Sau đó Diệp Thiên Dật hơi cúi người. Đằng sau Lam Băng Tâm đang chú ý hành vi cử chỉ của Diệp Thiên Dật. Ra dáng quá nha. Động tác này thoạt nhìn tựa như là luyện qua rồi. Diệp Thiên Dật thực tình chưa từng luyện, nhưng mà Diệp Thiên Dật gặp qua em gái dạng này rất nhiều rất nhiều rồi, nên tùy tiện làm vài lần là giống ngay vậy ta sẽ đưa hai vị đi ngắm cảnh du sơn ngoạn thủy như thế cũng buông lỏng một chút như thế nào hoàng trường an biết rõ nàng sẽ không từ chối coi như nàng không muốn nàng cũng sẽ không từ chối huống chi nàng nhất định cũng muốn đi ở thời điểm nàng đau lòng khổ sở nhất mình giúp nàng lại còn hào phóng như thế khẳng khái như thế còn am hiểu lòng người như thế còn ở bên cạnh bầu bạn với nàng đến lúc đó lại nói cho nàng biết thân phận của mình vậy chẳng phải trực tiếp tán đổ luôn rồi sao ba ngày chỉ cần ba ngày mặc dù mang theo lam băng tâm bên cạnh giống như có một chút xíu trở ngại hắn theo đuổi nữ thần chân dài nhưng mà không sao ai bảo hắn siêu việt cơ chứ hắn siêu việt cũng đủ để bù đắp hơn nữa ngộ nhỡ để cho lam băng tâm cũng thấy được mị lực của hắn há không phải vẹn cả đôi đường sao ở một nơi lãng mạn cùng một người đàn ông con mẹ nó đây là hình ảnh mà trước đây cũng không dám tưởng tượng. Vâng. Diệp Thiên giật khẽ gật đầu. Tốt lắm. Thời gian này cũng không sớm, chúng ta đi tìm thành, mướn phòng trước, nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại đi, dù sao không nóng nảy, như thế nào? Hoàng Trường An trực tiếp cho ra quyết định, bởi vì đàn ông mà, không thể thiếu quả quyết giống như phụ nữ, ở một số thời khắc, chính là cần chủ động đưa ra quyết định cho phụ nữ. Được thôi lam băng tâm cũng không quan trọng bởi vì bản thân nàng chính là tới xem xem tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì sau đó bọn họ đi tới một tòa thành đi tới một khách sạn cực kỳ sang trọng thuê ba phòng diệp thiên dật và lâm nhược nhược một phòng hoàng trường an một phòng lam băng tâm và nha hoàng của nàng tiểu ngọc một phòng à tiền cũng đều là hoàng trường an trả chút xíu tiền này thôi mà cậu chủ trong phòng lâm nhược nhược nhìn dịp thiên giật đã khôi phục bộ dạng đàn ông trước mặt sau đó đi tới cậu chủ nước tắm đã xong rồi dịp thiên giật gật gật đầu vậy ta đi trước ta tắm xong ngươi lại tắm nhé vâng sau đó dịp thiên giật đi đến phòng tắm dịp thiên giật vừa mới tắm không bao lâu đã vang lên tiếng gõ cửa ai đó lâm nhược nhược vội vàng hô một tiếng dịp thiên giật tự nhiên cũng là nghe được không ổn nhất định là đồ háo sắc kia là ta đây hoàng trường an nói lâm nhược nhược nhìn thoáng qua phòng tắm dịp thiên giật thò đầu ra khẽ gật đầu với nàng ra đây ra đây lâm nhược nhược vẫn là bộ dáng đã dịch dung cho nên không phải cực kỳ sợ hãi sau đó nàng đi tới mở cửa cho hoàng trường an ta mang một chút đồ ăn cho các ngươi cô dịp đâu hoàng trường an nhìn lướt vào trong phòng Cô chủ đang tắm rồi. Lâm Nhược Nhược vừa cầm lấy đồ ăn hắn đưa tới vừa nói. Wow, Hoàng Trường An nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, ai có thể chịu được cái này, không được, hắn phải kiếm lý do để ở lại một tí, nhất định phải ở lại một tí, là chuẩn bị nghỉ ngơi sao? Hoàng Trường An bước vào hỏi. Hả? Không biết nữa, chắc là cần nghỉ ngơi một chút. Dù sao quả thật ta cũng rất mệt mỏi. Giọng của Lâm Nhược Nhược nói nhỏ. hửng Hoàng Trường An tùy ý liếc nhìn, sau đó ngồi trên ghế sofa trong phòng. Anh Hoàng uống nước. Lâm Nhược Nhược rót cho hắn một chén nước. "Nhược Nhược." Sau đó, một giọng nữ phát ra từ trong phòng tắm. "Cô chủ, anh Hoàng tới rồi sao?" Diệp Thiên giật tiếp tục giả giọng nữ hỏi. "Dạ." "Vâng." Sau đó Hoàng Trường An nói, "Cô Diệp ta mang chút đồ ăn đến cho ngươi. ừ, cảm ơn anh hoàng. không có gì, không có gì. một lát sau, diệp thiên giật biến thành cô gái kia rồi đi ra. wow, tuy rằng nàng mặc quần áo vô cùng bình thường, nhưng mà giờ phút này nàng đặc biệt xinh đẹp trước mặt hoàng trường an. diệp thiên dậy bắt đầu ý định làm vài thứ gì đó. anh hoàng, ngươi xem thử một chút đây là cái gì. sau đó diệp thiên giật lấy ra một cây linh vật thiên địa. Cái này sao, địa giai linh vật thiên địa, có thể dùng để tăng tu vi, cũng coi như là đồ tốt. Có thể tăng tu vi lên hả? Có thể tăng lên rất nhiều sao? Bộ dáng của Diệp Thiên Dật rất mê mang hỏi. Khục. Khục. Hoàng Trường An ho khang một tiếng rồi nói, cũng không phải là có thể tăng lên rất nhiều, phẩm cấp của linh vật thiên địa có thể tăng tu vi lên nhiều đều là cực cao. Nói xong, Hoàng Trường An vươn tay một quả trái cây hiện ra trong tay hắn. Tu vi của cô Diệp không thấp, chứng minh thiên phú của ngươi cũng không kém. Đây cũng là điểm khiến cho Hoàng Trường An chú ý đến, Diệp y y, dù sao nàng cũng không phải chỉ là một bình hoa đơn giản. Đây là, Diệp Thiên giật hỏi. Đây là một thứ tốt đó, là linh vật thiên địa cấp thánh diệt tên là bồ đề quả. Một quả này có giá trị vô cùng lớn. Ta cũng chỉ có ba quả mà thôi ta đã dùng một quả còn lại hai quả cô diệp biết huyết thần thạch không diệp thiên giật gật gật đầu có nghe qua hình như là được bán đấu giá đúng nếu như mang nó đi bán đấu giá giá trị mỗi quả đều không thấp hơn so với huyết thần thạch đâu hoàng trường an nói giá trị của nó rất cao nhưng không thể nào so sánh với huyết thần thạch được hắn chỉ là nói quá lên vậy thôi nhưng mà võ giả bình thường cũng không thể có được vật này nếu cô dịp sử dụng quả này thì cảnh giới hẳn là có thể nâng lên gần đến tam hồn cảnh tặng ngươi dịp thiên vật có biểu cảm ngạc nhiên không cần đâu không cần đâu dịp thiên vật vội lắc đầu ngươi cứ cầm lấy đi hoàng trường an đưa cho dịp thiên vật dịp thiên vật vẫn từ chối ngươi cầm lấy hoàng trường an đưa cho lâm nhược nhược Diệp Thiên giật lặng lẽ nháy mắt với Lâm Nhược Nhược. Sau đó tay chân Lâm Nhược Nhược luống cuốn cầm lấy. Như vậy mới đúng. Hoàng Trường An hài lòng khẽ gật đầu. Hắn bỏ ra hơi nhiều, nhưng chắc chắn đáng giá, hắn cho rằng, thiên phú của Diệp Y Y này không thấp. Tại ngũ trọng thiên, tu vi thiên thần cảnh hầu như là cảnh giới cao nhất ở đó rồi. Nếu nàng được thế lực đỉnh cấp bồi dưỡng từ nhỏ thì cảnh giới của nàng còn cao hơn nữa. Có khả năng, Thiên phú của người này đạt tới trình độ giống như Hoàng Trường An. Đến lúc đó huấn luyện lại nàng, bồi dưỡng luyện tập, kết quả chắc chắn là rất tuyệt vời. Đáng giá. Giá trị của nàng tuyệt đối đáng giá, cô Diệp. Mời anh Hoàng nói. Diệp Thiên Dật cố gắng khắc chế cảm giác buồn nôn. Thật ra, ta đã thích cô Diệp từ cái nhìn đầu tiên. Cô Diệp, ta là thật lòng, ta cũng tình nguyện trả giá nhiều đồ vật như vậy vì ngươi cho nên. Đừng nói nữa. Diệp Thiên giật nói. Hửng. Hoàng Trường An nghĩ là mình đã bị từ chối. Sau đó Diệp Thiên giật thi lễ và nói, trên đời này, chỉ có cha mẹ đối xử với ta tốt như vậy, mà anh Hoàng không cần lý do gì đã tình nguyện cho ta nhiều đồ tốt như vậy, ta không có gì để đền đáp. Ít nhất có thể nhìn ra một điểm, phẩm hạnh của anh Hoàng tuyệt đối là người tốt, cho nên. Hoàng Trường An vui vẻ trong lòng. Cho tiểu nữ một ít thời gian được không?" Diệp Thiên giật hỏi. "Được, được chứ. Vậy các ngươi nghỉ ngơi đi, ta cũng trở về đây." Sau đó Hoàng Trường An hưng phấn rời đi, thoải mái quá. Quá ngây thơ, nàng cũng quá ngây thơ, cứ như vậy đã theo đuổi được rồi sao? Chỉ ở mãi trong nhà cho nên nàng cũng rất đơn thuần. "Ừ." "Cũng hợp lý, ta mắc ói." Diệp Thiên giật khôi phục lại bộ dáng của hắn ha ha. Lâm nhược nhược không nhịn được cười phá lên. Cậu chủ cũng hư quá đi. Nhưng mà cậu chủ muốn làm gì đây? Lâm nhược nhược tò mò hỏi. Làm gì á? Diệp thiên giật cười cười, nói, nhàm chán quá, có thể chiếm chút tiện nghi, tìm một chút niềm vui thú cũng tốt. Thứ đồ vật này đã tới tới tay ta, không phải sao? Diệp thiên giật nhìn quả trái cây trong tay. Đồ tốt, cho dù diệp thiên vật không biết đây là cái gì nhưng hắn cảm thấy hoàng trường an nói cũng không sai đây chắc chắn là đồ vật đỉnh cấp có thể không quý hiếm đến mức như vậy nhưng cũng sẽ không kém ngươi đi tắm rửa đi ta đi luyện hóa nó vâng chủ nhân sau đó diệp thiên vật bắt đầu luyện hóa quả trái cây này nửa đêm tiên xin chúc mừng ký chủ nhận được quà điểm danh nhẫn vị diện diệp thiên vật những vị diện. Diện thiên giật kinh ngạc mở mắt, sau đó nhìn chiếc nhẫn xuất hiện trước mắt kia. Nè, bà chị hệ thống, đây là cái gì đấy? Diệp thiên giật tò mò hỏi. Chưa nghe nói qua, hoàn toàn ngoài tầm nhận thức của diệp thiên giật, tin. Ký chủ đẹp trai, ngươi có thể hiểu đây là nhẫn không gian. Chỉ cần ngươi bỏ vật phẩm của minh giới vào trong nhẫn, thì ngươi có thể mang theo vật phẩm đó trở về đại lục ban đầu. Diệp thiên giật Á đù, cái gì cũng được sao? Diệp Thiên giật hỏi. Tiên. Ký chủ đẹp trai, không chắc chắn được, có thứ được, có thứ chắc là không được. Dù sao pháp tắc không giống nhau, có nhiều thứ không thể nào sử dụng, hoặc là vốn có hiệu quả to lớn cũng sẽ hóa thành hư ảo. Diệp Thiên giật gật gật đầu, ta hiểu rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Thiên giật thở vào nhẹ nhõm. Cảnh giới tăng lên thành thiên thần cảnh cửu giai, tăng lên rất lớn, không biết sau này trở về sẽ như thế nào, nhưng bây giờ thì rất tốt, đúng là đồ tốt, đêm nay có thể làm tên Hoàng Trường An kia tức chết. Diệp Thiên Dật nhìn sang Lâm Nhược nhược. Nàng co người trên ghế sofa, gối đầu lên tay của mình, thoạt nhìn trông thật là nhu thuận. Dường rất lớn, đặc biệt lớn. Chỉ có Diệp Thiên Dật nằm phía bên kia. Nàng không nằm trên giường, thậm chí không đắp gì trên người bởi vì ngoài tấm chăn trên giường thì không còn gì khác để đắp